Em chào anh chị em gia đình Công giáo. Em là Maria, tôi tớ của Đức Giêsu Kitô, con của Đức Nữ Đồng Trinh Maria người Nazareth. Đề tài hôm nay là những hình ảnh về bầy Satan và dấu hiệu nhận biết, những ký hiệu, mật mã, ngôn ngữ hình thể của đồng bọn Satan. Bên cạnh đó là một số những hình ảnh chi tiết về đời sống hiện tại mà Satan đã lồng vào trong cái đời sống của những đứa con em của gia đình của chúng ta. Và hiện nay các em đang dùng những mật mã về dấu hiệu Satan, nhưng hoàn toàn không ai ý thức được điều đó và hoàn toàn không ai hay biết. Anh chị em chúng ta cố gắng xem những cái hình ảnh để nhận dạng được cái thời mà Chúa Giêsu có những dấu hiệu mà Chúa phán trước dân chúng rằng: khi các ngươi thấy mây mọc bên đoài, tức khắc ngươi nói mưa kéo đến, và có như vậy. Khi thấy gió nồm bốc thổi, các ngươi nói trời sẽ hanh, và có thế. Quân giả hình rằng đất và trời, các ngươi biết thẩm định. Còn về thời buổi này, sao các ngươi lại không biết thẩm định? Đã có một thời Chúa khóc trên thành vì dân của người đã không nhận ra thời Chúa đã đến. Khi đó là khi Ngài đã tới gần trông thấy thành, thì Ngài khóc trên thành mà rằng: phải chi ngày hôm nay cả ngươi nữa, ngươi cũng nhận ra phúc triệu bằng yên, nhưng hiện giờ điều ấy bị khuất khỏi mắt ngươi, vì chân sẽ đến ngươi, sẽ đến trên ngươi những ngày mà thù địch của ngươi đóng cừ đắp lũy và bao vây ngươi, công hãm ngươi tư bề. Chúng sẽ phá bình địa, ngươi và con cái ngươi trong thành, và nơi ngươi chúng sẽ không để đá còn trên đá, bởi vì ngươi đã không nhận biết được thời ngươi được viếng thăm. Thật vậy, sự quang lâm của Chúa đến hay chưa đến, điều đó chúng ta cần phải nhận biết qua các dấu hiệu, và điều đấy cần có sự tỉnh thức. Thánh Phaolô tông đồ trong thư thánh có nói như sau: sự quang lâm của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô là sự ta được hội ngộ với Ngài. Chúng tôi xin anh em đừng vội để mình bị dao động, hỡi anh em, vì sự quang lâm của Chúa chúng ta Đức Giêsu Kitô là sự ta được hội ngộ với Ngài. Chúng tôi xin anh em đừng vội để mình dao động lòng trí và kinh hoàng. Bởi thần khí hay tuyên ngôn hoặc thư từ nào nói là của chúng tôi, như thể ngày của Chúa đã đến. Đừng để ai phỉnh gạt anh em một cách nào. Nếu trước tiên sự ly gián không đến và không được mặc khải ra con người vô đạo, hư đốn, kẻ dấy lên chống lại tất cả những gì mang danh hiệu Thiên Chúa hay điều đáng được sùng bái, dĩ chí nó dám ngồi trong thánh điện của Thiên Chúa, phân bua mình là Thiên Chúa. Anh em không nhớ sao? Khi còn ở giữa anh em, tôi từng nói với anh em về các điều ấy, và hiện nay anh em biết điều gì cầm hãm khiến nó chỉ được mặc khải vào thời gian của nó, vào thời của nó, vì mầu nhiệm vô đạo đã hoành hành, chỉ đợi khi kẻ cầm hãm bây giờ bị loại đi, và bấy giờ sẽ được mặc khải ra đứa vô đạo, kẻ mà Chúa Giêsu sẽ tiêu diệt bằng một làn khí bằng miệng Ngài hủy ra và hủy ra không, ngay lúc quang lâm hiển linh của Ngài. Việc quang lâm của nó thì do phép màu Satan với đủ quyền năng dấu lạ, điềm thiên giả dối, cùng với mọi kiểu gạt gẫm bất lương trên những kẻ hư khốn. Bởi lẽ chúng không đón nhận lòng mến sự thật để được cứu thoát,
Và vì thế Thiên Chúa gửi đến cho chúng phép màu lầm lạc, làm chúng tin theo dối trá, khiến chúng bị lên án. Hết thảy những kẻ không tin sự thật nhưng đã hưởng ứng theo đàn bất chính. Maria mong anh chị em đừng bảo thủ những cái điều đã rõ mà bênh vực cho sự sai trái. Mang danh là một đức giáo hoàng đại diện một đấng tối cao tại thế gian, mà hành động này làm dấu con thú. Không lẽ đây là hành động không suy nghĩ, hay chỉ là vui đùa, hay là ông ấy nói rằng tôi xã giao với những người khác, xã giao với các vị lãnh đạo của Mỹ khi họ chào ông ấy mặc hiệu của Satan? Đừng dạy với lý luận ngông cuồng mà trước tội họ do bị vạ vào thân. Đó là con dấu của sự tố giác. Khi còn ẩn thân, người ta sẽ khó nhận ra và không dám lên tiếng. Còn sự thật đã tỏ lộ, cớ gì lấy kéo màng mà che phủ? Chúng ta nhớ lại giai đoạn của Thánh Phêrô nói. Đây là điều chúng ta cần lưu tâm và hỏi xem có ai có thể nhìn ra được điều này. Ngài là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đáp lại, Đức Giêsu nói với ông: Simon Bariona, ngươi có phúc vì không phải thịt máu đã mặc khải cho ngươi, mà là Cha ta đấng ngự trên trời. Sau lời phán của Chúa Giêsu là Phêrô được đấng ngự trên trời ban cho sự biết ấy, thì trong lòng dấy lên một sự sung sướng cực độ, và xen lẫn sau đó là sự tự mãn ơn phúc hơn 11 anh em còn lại. Chính vì vậy mà Satan đã canh sơ sẩy này nhảy vào. Kế đó Chúa Giêsu bày tỏ cho các môn đệ biết sự việc sẽ xảy ra của Ngài, sẽ xảy ra để các môn đệ nhìn thấy được mọi sự Thiên Chúa đã quan vòng, và đó là quyền năng của Ngài mà các môn đệ tin vào Thầy trong nhiệm vụ rao giảng sau này. Thì bỗng Phêrô lên tiếng: Thiên Chúa thương, chứ sẽ có đâu như thế. Lúc này chỉ có Chúa mới nhận ra là Satan đã lẻn vào hoạt động được vị trí bên trong của Phêrô để xúi xỉm lời ấy. Vậy nên Chúa phán với Phêrô: Xéo đi sau ta, hỡi Satan, ngươi là cớ vấp phạm cho ta, vì ý tưởng của ngươi không phải ý tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Ngay điểm này, Maria xin hỏi quý anh chị em gia đình Công giáo, nếu các anh chị em nằm trong hoàn cảnh của Chúa Giêsu, thì liệu rằng mình có nhận biết, có nhận ra cái lời của Phêrô nói lời thứ hai là lời đến từ Satan hay không? Hay chúng ta sẽ mắc sai lầm là một người nào đó được ơn Chúa nói lời Chúa thì dường như tất cả những cái lời sau đó của họ cũng đều là lời của Chúa và tin một cách nhất quán và trọn vẹn. Thế nên Chúa Giêsu mới căng giận rất nhiều lần: Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào chủ các ngươi đến. Hãy biết điều này, nếu gia chủ đã biết canh nào trộm đến, tất ông đã tỉnh thức và không để nhà bị đò ngạch. Vì thế các ngươi cũng vậy, hãy sẵn sàng, vì vào 9 giờ các ngươi không ngờ thì con người sẽ đến. Ma quỷ là sự hiện thân trong thần khí. Việc nó di chuyển không phụ thuộc vào vật chất, mà bản chất nó là loài quỷ quyệt, ranh mãnh, một con ác quỷ. Số chúng đông như cát biển, chúng kéo lên chiếm toàn cõi, chiếm cả toàn xứ ngang dọc và vây hãm trại chư thánh và thành chí ái. Khải Huyền chương câu 20. Chương 20 Khải Huyền. Nguy hiểm là vậy,
nên cần phải vâng theo lời giáo huấn của Thiên Chúa mà thi hành. Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẻo xa cơn thử thách. Tâm thần tuy sẵn sàng nhưng xác thịt thì yếu nhược. Coi chừng, hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết bao giờ đến lúc đó. Cũng như người kia chạy đi xa, để nhà lại và cho tôi tớ quyền hành. Mỗi người, mỗi việc và căn dặn người canh cửa lo tỉnh thức. Vậy các ngươi hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết chủ nhà đến chiều hôm nay hay nửa đêm, gà gáy hay tảng sáng. Kẻo thình lình ngài đến lại gặp các ngươi đang ngủ. Điều ta nói với các ngươi, ta cũng nói với hết mọi người, hãy tỉnh thức. Phúc cho những tôi tớ nào chủ đến mà sẽ gặp được đang canh thức. Hãy tỉnh thức luôn cầu nguyện xin cho có sức tránh thoát mọi điều sắp đến và được đứng vững trước mặt con người. Luca chương 21. Anh em hãy đề cao cảnh giác vì mình cũng như vì đàn chiên, trên đó Thánh Thần đã đặt anh em làm người thị sự để anh em chăn dắt hội thánh của Thiên Chúa, người đã mua chuộc lấy bằng chính máu con của người. Tôi biết tôi đi rồi thì sẽ có những sói hung dữ đột nhập giữa anh em. Chúng không tha gì đàn chiên, và ngay giữa anh em cũng sẽ trỗi dậy những người giảng rao những điều tà vậy để quyến dụ môn đồ theo mình. Vì vậy hãy tỉnh thức và nhớ rằng 3 năm trường đêm ngày tôi đã không ngừng xa lệ mà cảnh cáo mỗi một người. Công vụ tông đồ chương 20. Hãy tỉnh thức, hãy đứng vững trong đức tin, một lòng cương quyết mạnh mẽ. Mọi sự nơi anh em phải do tự lòng yêu mến mà ra. Và vì thế hãy tỉnh thức, một lòng bền đổ không lơi mà cầu xin cho các thánh hết thảy. Anh em hãy bền đổ mà cầu nguyện, tỉnh thức cầu nguyện và hãy tạ ơn. Các ngươi bởi cha, tức là quỷ mà ra. Có nhiều người xưng là tôi làm việc cho Thiên Chúa, tôi là con Thiên Chúa, tôi đến từ Thiên Chúa, cha tôi đã mặc khải cho tôi, cha tôi đã huấn dụ cho tôi làm mọi điều theo cha của tôi. Nhưng Chúa Giêsu cũng đã từng phán rằng, các ngươi bởi cha, tức là quỷ mà ra, và các ngươi muốn làm theo các ước vọng của cha các ngươi. Từ khởi thủy, nó đã là kẻ sát nhân, nó đã không đứng vững trong sự thật. Khi nói dối, nó nói theo bản chất của nó, vì nó là đồ điêu ngoa và cha sự láo khoét. Có môn đồ mới hỏi riêng Thiên Chúa, tại sao chúng tôi không thể trừ quỷ ấy được? Thiên Chúa phán bảo họ, giống quỷ đó chỉ trừ được bằng cầu nguyện. Trước hết chúng ta hãy xem hoàn cảnh mà lý do nào xảy ra như vậy. Vừa thấy ngài, dân chúng hết thảy hốt hoảng và họ chạy lại chào ngài. Ngài phá hỏi họ, các ngươi tranh luận gì với người ta? Một người trong đám đông đáp lại ngài, thưa ngài, tôi đã đem con tôi lại cùng thầy, nó bị thằng câm ám. Khi nào quỷ câm xâm đoạt nó thì quỷ sáng nó xuống và nó sùi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nói với các môn đồ thầy trừ quỷ nhưng các ông không làm nổi. Đáp lại, ngài phán bảo họ, ôi thế hệ cứng tin và tà vậy. Cho đến bao giờ nữa ta sẽ ở với các ngươi? Cho đến bao giờ nữa ta sẽ phải chịu đựng các ngươi? Hãy đem nó lại cho ta. Người ta đem nó lại cho ngài, thấy ngài tức là thì tà thần, làm nó dậy đành đạch. Rồi nó ngã xuống đất, lăn lộn sùi bọt mép. Đức Giêsu hỏi cha nó đã mắc chứng ấy từ bao lâu rồi? Ông ấy thưa, từ thuở bé, đã lắm lần quỷ xô nó vào lửa, vào nước, cho nó chết. Nhưng nếu thầy có thể, thì xin thương xót chúng tôi mà cứu giúp chúng tôi với. Đức Giêsu phán nói với ông ấy, sao? Nếu có thể, mọi điều đều
mọi điều đều là có thể cho người tin. Tức thì cha đứa bé kêu lên mà nói, tôi tin, nhưng xin hãy đáp cứu lòng yếu tin của tôi. Thấy dân chúng đổ xô tới, Đức Giêsu quát bảo thằng ô uế và phán với nó, thằng câm điếc, ta truyền cho ngươi, hãy ra khỏi nó và đừng bao giờ nhập vào nó nữa. Quỷ kêu lên và dằn vặt nó xuống lăn lóc rồi xuất ra, và nó đã ra như xác chết, khiến nhiều người nói nó chết mất rồi. Nhưng Đức Giêsu cầm tay nó, cho nó trỗi dậy, và nó đứng dậy. Tất cả mọi người đều có thể bị tấn công bởi thằng ma trước khí của ma quỷ, và cả những người thân cận bên cạnh chúng ta, dù là gia đình và dòng họ đã cầu nguyện, hay cả các tông đồ cũng cầu nguyện mà vẫn không sao đuổi được ma quỷ. Tại sao lại nói là quỷ câm điếc? Muốn ám chỉ rằng nó không sợ ai, nhất là đối với loài người. Dạng quỷ này không bao giờ tin rằng loài người có đức tin mạnh mẽ và kiên trì, nên nó đã thành công với việc nhận định này. Nhưng khi đứng trước đấng cứu thế thì nó không thể nào mà câm điếc được, bởi lời của người mang đầy uy quyền và sức mạnh trong Chúa không còn dịp cho nó tự tung tự tác. Điều này chứng tỏ đức tin càng mạnh thì quyền năng càng lớn. Vậy nên Thiên Chúa phán với người cha, mọi sự đều là có thể cho người tin. Và ông ấy hiểu được, trong tâm ông ấy, đức tin ông ấy rất yếu ớt, nên ông ấy mới nói lại cùng Chúa, tôi tin, nhưng xin hãy đáp cứu lòng yếu tin của tôi. Trong lòng của mỗi người chúng ta, không ai có một đức tin mạnh mẽ nếu như điều chúng ta xin vẫn chưa được. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng đem cái niềm tin vì một Đức Chúa Trời, đặt niềm tin nơi Ngài một cách triệt để. Vậy qua bài học này, chúng ta hãy xem lại chính mình. Nếu việc chúng ta làm chưa hoàn thành là do bởi đức tin trong chúng ta không mạnh mẽ, chỉ cần một người có đức tin mạnh mẽ, chỉ như hạt cải bé nhỏ thôi thì cũng đủ để phát triển thành một cái cây to như cây cải, hơn là cả một cộng đoàn ngồi lại mà đức tin yếu ớt thì sẽ không đạt được kết quả như mong muốn. Ma quỷ dựa vào con người trên thế gian, nhất là những kẻ có tiền, có quyền, có bè nhóm, để gây luồng sóng, tạo danh vọng, cậy kẻ có quyền. Cha phán dạy như sau, đừng cậy vào người quyền quý, nơi con kẻ phàm không đàng cứu thoát, tắt thở rồi nó về với đất, mưu cơ của nó ngày ấy sẽ phải tiêu ma. Phúc thay người được thần Gia Cốp hộ giúp, nơi Gia Vê thần của nó đã cậy trông. Đấng tạo thành đất biển khơi, cùng mọi vật khắp nơi khắp chốn, đấng giữ lòng trung cho đến đời đời, đấng giải oan cho người bị áp bức lầm than, đấng cho kẻ đói được có bánh ăn, Gia Vê giải phóng kẻ trong ngục tù, Gia Vê mở mắt người mù, Gia-vê nâng đỡ những người ngã quỵ, Gia-vê mến người có đức, Gia-vê gìn giữ kẻ tha phương, mồ côi góa bụa người cho hồi tỉnh, còn đường kẻ dữ người cho vầy vọ. Gia-vê làm vua muôn thuở. Ma quỷ tồn tại với loài người như thế nào? Trong sách ông Gióp có đoạn, Thiên Chúa phán hỏi Sa-tan, ngươi từ đâu đến? Satan thưa với Thiên Chúa rằng, đi lẩn vẩn và lang thang trên đất. Ma quỷ xuất hiện như thế nào và hình dạng của nó là ra sao? Ma quỷ là những làn khí vô hình vô dạng, bởi sự sống của con người có được là do Đức Chúa Trời ban. Vậy nếu người rút về làn khí và hơi thở của người thì mọi xác thịt sẽ chết cùng một lúc và con người sẽ trở về với cát bụi. Còn sự sống từ làn khí ấy sẽ chịu trách nhiệm trước mọi việc làm trong đời sống. Satan đã được phán xét và điểm đến của nó là địa ngục, và hình dạng chúng sẽ biến thể quái dị, kinh tởm. Điều này
Giống như với các thiên thần, nếu muốn xuất hiện trước mắt con người, họ phải khoác lấy một hình dạng gần gũi với chúng ta. Trong thánh kinh cho thấy rất nhiều hình ảnh thiên thần hiện ra với hình ảnh của con người. Ví dụ trong sách Tô-bi-a, tổng lãnh thiên thần Raphael đã đồng hành với chàng trai Tô-bi-a trong sứ vụ của mình với hình dạng của một chàng thanh niên. Bản tính sinh dung mạo, ma quỷ là những kẻ luôn làm chúa của sự dữ. Chốn nó ngự là nơi tối tăm, cả tanh lẫn hôi thối, lại bị lửa hỏa ngục thiêu đốt, nên nó sẽ có bề ngoài gớm ghiếc xấu xí hơn nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy trong Kinh Thánh, hình dạng con rắn, con rồng đỏ, tiếng kêu gầm gào như sư tử rống. Chúng sống trong nghĩa địa, nhập vào bầy heo và đặc biệt là hình con dê hai sừng mà các hội kín của Satan đang tôn thờ. Nơi ấy chúng ta thấy nhiều hình ảnh của những tên cầm đầu hơn để có thể hình dung được vì chúng. Vì nó không muốn sự hoàn hảo, tốt lành và đẹp đẽ nơi đấng tạo dựng ra nó, nên chúng sẽ nhận lại những điều hoàn toàn ngược lại. Vẻ đẹp ngày nào cũng sẽ trở thành một sự xấu xa. Những hình ảnh mà anh chị em vừa xem qua là sự hình dung qua lời nói mà loài người đã dựng lên chúng với những cái sừng, nanh, đuôi rắn và bị lửa thiêu hỏa ngục, nên sẽ có những ngọn lửa đi kèm ở trong hốc mắt, ở trên đầu, lửa trên miệng và lửa ở toàn thân chúng. Vô hình trung những sự gớm ghiếc không làm cho con người ta né tránh, mà một số người do chính họ quen nhiễm vô đạo nhiều đời, họ sống không có người cha linh hồn che chở đỡ nâng, nên chỉ cần chúng xem phim ảnh sẽ dễ bị ma ám quỷ nhập thôi thúc làm những điều quái gở. Và bởi ma quỷ rất là quỷ quyệt, đa mưu, tốc kế, thâm độc, nó đã phỏng đoán được loài người rất thích tò mò, thích thú những gì cho là bí ẩn, bí mật, nên nó sẽ dùng ngôn từ huyền bí, trao chuốt lời có sức hút khoa học của thế giới không nhìn thấy. Và nó sẽ biểu lộ một số chiêu trò ma thuật quỷ kế để người ta dựa vào đó mà tin những gì chúng nói. Theo dòng lịch sử hình thành của loài người và mưu đồ lật đổ ý định của Thiên Chúa, Satan cũng đã lên nhiều phương án của nó để tung hỏa mù khắp bốn phương nơi con cái loài người sinh sống. Nó đã thành công từ dòng dõi Ca-in. Tuy rằng Thiên Chúa đã tiêu diệt triệt nòi cái ác nơi sự sống bằng trận Đại Hồng Thủy, và chỉ có gia đình 8 người của ông Noe sống sót trên con tàu cứu độ. Có thể hình dung hội thánh Chúa chỉ chọn chỉ còn 6, còn 8 người. Nhưng điều quan trọng là khi sự dữ tung hoành trên thế gian, thì một khi chúng có chết vì thể xác thì linh hồn chúng vẫn còn đó. Mặc nhiên là chúng bị giam cầm, nhưng chúng sẽ có 1000 năm để mở cửa hỏa ngục, để chúng cám dỗ thế gian, vì đó là lời hứa thuở ban đầu Chúa đã phán với nó. Và tôi đã thấy một thiên thần từ trời xuống, tay cầm chìa khóa vực thẳm của một xiềng lớn, và Ngài đã thuộc lấy con rồng, con rắn thấy sơ, tức là quỷ sứ Satan, và xiềng nó lại 1000 năm. Và Ngài đã xô nhào nó xuống vực thẳm, khóa và niêm phong nó lại, để nó đừng còn mê hoặc các dân cho đến khi mãn 1000 năm. Sau đó nó lại được thả ra một thời gian ngắn. Ma quỷ vốn rất khôn ngoan, tinh ranh, quỷ kế, cũng có thể giả vờ khoác lấy những hình dạng bình thường. Trường hợp của mẹ Maria là một điển hình.
Lúc thì nó mặc đồ trắng với hình dạng thiên thần, lúc thì nó xúi xỉm những bà hàng xóm hay những người sống gần gũi bên mẹ. Kể cả Thánh Giuse cũng bị dao động và né tránh mẹ, và cả hiện ra những hình ảnh quái dị, đập phá và la hét để hù dọa những con người trên thế gian. Hay những câu chuyện từ các linh mục trừ quỷ, đôi lần ma quỷ hiện ra trước mắt các ngài với hình ảnh của một con chó hung tợn, lúc khác thì lại là hình ảnh Chúa Giêsu hoặc là Đức Mẹ Maria, lần khác nữa là cha giải tội hoặc là cha giám quản của tu viện để ra lệnh cho ngài phải làm điều gì đó. Thế nhưng sau khi được xác minh lại mệnh lệnh của ngài nhận được từ bề trên, cha thánh đã hiểu được mình đã nhìn thấy được ma quỷ. Thậm chí có vài lần ma quỷ đã xuất hiện như một cô gái khỏa thân xinh đẹp. Satan có khả năng nhập vào con người và biến hình và biến những con người đó thành những kẻ độc ác. Thậm chí chính Satan đã gây ra những các bệnh tâm thần và là nguyên nhân của những vụ giết người. Dấu hiệu sừng của Satan biểu thị cho sức mạnh sừng sỏ và các luật lệ của Satan. Quỷ Satan được gọi là kẻ chống đối lại Thiên Chúa và là sừng trong Kinh Thánh mô tả đến việc chống đối sừng của Satan. Là một dấu hiệu tay phổ biến của các chính trị gia, của các giới văn nghệ sĩ và cả những tù nhân phạm tội trọng. Làm những ký hiệu nơi tay này là chính là sự bày tỏ lòng trung thành của họ đối với quyền lực của Satan, và cũng là lời chào Satan thay cho cao hạt Satan. Cuối cùng, ma quỷ có thể hiện diện cùng với những mùi khó chịu, chẳng hạn như mùi lưu huỳnh hoặc là chất thải động vật. Điều này thường xảy đến khi linh mục làm phép nhà hoặc là đối với những người đặc biệt nhạy cảm với tiếng động đáng sợ. Ví dụ như tiếng gió xào xạc được cảm nhận rõ ràng hay các cảm nhận xúc giác bị quấy rối ngoài ở những nơi có đông người hoặc là những cái nơi chỉ có một vài anh chị em ở nhà. Bỗng dưng một cái mùi ở đâu nó rất là hôi, rất là khó chịu, thì đó chính là sự xuất hiện của Satan. Những năm trước tại Toulon, miền Nam nước Pháp, cảnh sát đã bắt được 4 học sinh đã gây ra những vụ án kinh dị. Những học sinh này mang trên người rất là nhiều đồ kỳ quái như cái biểu tượng số 3, số 6, cây thập giá lộn ngược, và đột nhập vào một nghĩa trang. Chúng đào mộ và cậy nắp quan tài của những người đã chết và múa may quay cuồng xung quanh, lấy thập giá cắm vào nơi trái tim của xác chết, sau đó lại chụp ảnh lưu niệm. Tại đồn cảnh sát, chúng đã tự xưng là đệ tử của quỷ Satan. Sau khi điều tra, cảnh sát đã phát hiện chúng là thành viên của giáo phái thờ quỷ Satan. Trước đây, những người theo thuyết đa thần, nhị nguyên cho rằng thế giới bóng đêm là quỷ Satan cầm đầu những thần ác. Quỷ ma không ai tạo ra chúng, mà chính do thiên thần sa ngã từ khi tạo ra nó đã bị giáng xuống hỏa ngục trước khi xuất hiện loài người. Vậy nên, qua những thế hệ của loài người, ma quỷ đã song hành trong đời sống cám dỗ và lôi kéo bè phái của chúng đến đông đảo hơn. Việc đưa tin lên truyền thông ngày nay vẫn còn thiếu sót nhiều về thế giới sự dữ và vua bóng đêm. Những lần Thiên Chúa giáng phạt đều bởi do ma quỷ tràn ngập kín cả mặt đất để tìm một người công chính thật hẳn không có một ai. Những cái chết mỗi lúc một nhiều hơn thì ma quỷ càng đông hơn. Những năm mở cửa hỏa ngục, nó được quyền lẫn vẫn hù dọa khắp nơi. Và những người không có biết đến đạo Công giáo sẽ chẳng thể hiểu được sự ác của Satan, nên Satan cũng được dịp mà chia bè, chia nhóm để lập các hội giáo. Mục tiêu của nó là nhân đạo, yêu thương, làm lành lánh dữ, thương yêu nhau, vân vân. Mọi câu từ mang nhân đạo nhằm lôi kéo loài người tham gia, và chiêu trò là làm ơn tích đức
để sinh nhân lành nơi linh hồn, để khi chết chúng thu gom tiền trong túi của mọi người. Chúng thành công không những chỉ như vậy, mà còn là những trò bịp mà chúng đã bày ra với người chết, như là cúng mai chay, cúng vong, cầu vong, xây nhà cho con cháu dưới âm phủ, mua áo, mua quần cho con cháu dưới âm phủ, mua xe hơi, mua tất cả những cái điều mà chúng nghĩ ra y chang cuộc sống thế gian. Những người sống thì nó móc túi bằng cách là cúng sao giải hạn, cúng mắt lèn ken, phong long, nhơ uế, xem ngày giờ cưới, bói tay, xem tướng, vong và vong thai nhi, vân vân. Ma quỷ lại dạy những điều trái lại với Thiên Chúa, đó là thay vì Thiên Chúa cho loài người chúng ta những thực phẩm tốt lành, những con vật, loài cá dưới nước, loài sống trên cạn hay là chim trên trời, và cha chúng ta phán dạy chúng ta rằng các con hãy ăn khi nó còn sống, hãy làm thịt và lấy huyết của chúng rải đi. Nhưng bọn quỷ Satan nó dạy ngược lại, nó kêu những loài người chúng ta hãy ăn những con vật đã chết rồi, vì nếu như con vật còn sống mà chúng ta giết nó là chúng ta sát sanh, chúng ta là kẻ ác, chúng ta giết một sinh vật sống, như vậy là chúng ta không có sự từ bi, tức là sự yêu thương. Trước khi nói đến sự yêu thương đối với động vật thì phải yêu thương loài người trước chứ. Nhưng không, nó không dạy điều đó. Nó không dạy cho yêu thương anh em, yêu thương anh em lẫn nhau, nhưng nó lại dạy cho yêu thương con vật trước. Và đừng giết con vật, chỉ ăn con vật nhơ uế, những con vật đã chết rồi thì hãy ăn những con vật đó. Và loài người đã không biết, loài người đã nghe lời chúng và đã đi theo cách mà chúng đã dạy, thậm chí còn tu kham khổ không dám ăn cái gì. Đúng là cái câu nói của nó hét toáng lên trên thiên đàng: tôi sẽ lật đổ ý định của ông trước mặt Thiên Chúa. Và bây giờ trò lừa bịp bợm láo khoét đến ngày hôm nay vẫn có nhiều người tin tưởng tuyệt đối. Chúng gieo vào đầu con người sự bất tuân và vô phép với đấng tạo hóa, và làm hư hỏng cả giới trẻ, xem tình dục như là chuyện bình thường, thậm chí khoái lạc trong việc quan hệ tình dục tập thể, đổi vợ chồng quan hệ lẫn nhau, vân vân. Những nhóm này thực chất tên đầu sỏ vẫn là vị vua bóng đêm, sai thuộc hạ rẫu khắp nơi gieo tư tưởng hưởng thụ đam mê khoái lạc. Vì đời có bao lâu, một lần sống qua mau, xem như là hết rồi. Với thời gian, tên tuổi Satan sẽ bị lãng quên. Với thời gian, tên tuổi ta sẽ bị lãng quên, sẽ không ai nhớ đến việc các việc ta làm. Đời ta sẽ qua đi như vết chân mây và tan biến như đám sương mù. Ma quỷ gieo tư tưởng trên những vị có tầm ảnh hưởng trong quản lý xã hội rằng trong cuộc sống không có Thiên Chúa, vũ trụ và mọi vật là do tự nhiên mà có, loài người và mọi sinh vật là do tự nhiên mà xuất hiện, và chết là hết. Không ai không lao động mà có ăn cả. Chúng ta phải làm việc mới có ăn. Bọn người Thiên Chúa giáo thường cảm ơn cha trên trời là một lũ hoang tưởng, vớ vẩn. Hiện tại cái thân lo ăn, lo mặc, học hành cho con mà còn không xong, lo gì đến linh hồn? Xác không có ăn, chết rồi thì còn hồn không? Chẳng có cái thuyết ở núi này trong núi nọ, đang sống thể xác không chịu lo mà lo thể hồn. Nhờ lời nói đó mà nhiều kẻ đã sa bẫy, rõ nét là những kẻ theo xu hướng vô thần, với niềm tin chết là hết, nên chẳng có kẻ vô thần nào biết yêu thương hay sống có nhân đạo vì ai cả, mà chúng nó chỉ biết tiền và quyền lực. Vì thế chúng nó gieo ra bao nhiêu cái ác trong cuộc đời chỉ để có tiền và có quyền. Ma quỷ đã kéo cổ hết tất cả những kẻ này xuống hỏa ngục, và sau cuộc đời ngắn ngủi của họ ở trần gian. Hay một chiêu trò khác của ma quỷ khiến khích nhiều kẻ say sưa nhậu nhẹt với bia rượu. Bọn này đã lấy cái bụng làm lẽ sống,
mà quên mất linh hồn. Ma quỷ xúi xỉm những kẻ đang sống vì ngòi bút phóng đãng, nét bút nét mực không giới hạn, thể loại bởi xã hội là muôn mặt, không thể chụng cái này mà bỏ cái kia, bởi cái nào cũng có thiết thực cho đời sống. Cứ hễ có tiền thì sẽ dễ dàng trong câu chữ, nên những nhà văn ba xu viết sách với lời lẽ tục tiểu dầm đảng, in hình ảnh lõa lồ, đề cao những sự ăn mặc lõa thể hay ăn mặc thiếu vải, lại càng khen ngợi đó là khiêu gợi và quyến rũ. Những ca từ rất đẹp nhưng thực ra đã lõa lùa và không còn che được cái gì trên thân thể. Và những nhà đạo diễn thực hiện những bộ phim đâm chém bắn cắt máu ăn thề, dùng máu để minh oan, dùng máu để thể hiện tình yêu gieo vào trong lòng tư tưởng giới trẻ, muốn thể hiện tình yêu chân thành với người mình yêu thì phải cho hết đi mới là yêu. Hay những thuật ngữ của Tây Giang Hồ nói với nhau một cách triệt hạ, xin tí huyết của nhau, làm niềm vui với quỷ kế này, số người đã rơi vào hỏa ngục không phải là ít. Một chiêu trò thủ đoạn khác là ma quỷ biết rằng loài người có thời gian ngắn ngủi, trí óc và trái tim hạn hẹp, chỉ cần gieo theo số đông bầy đàn là chúng cúng theo cả một lũ. Ma quỷ đã nhét vào đầu óc, vào tim của loài người những gì không thuộc về Thiên Chúa, làm cho bọn chúng chẳng còn thì giờ và tâm trí đâu mà nghĩ đến Thiên Chúa, đến cõi đời đời. Ngoài ra, ma quỷ đã nhét vào đầu của chúng, của những triết gia dởm, một số lạc thuyết trường sinh theo thằng xác ngồi thiền yoga luân hồi vô thường, tương đối hiện sinh tự cứu vân vân, và khuyến khích một số người lập ra nhiều tôn giáo giả mang dáng vẻ từ bi nhưng chối bỏ chân lý đời đời của Thiên Chúa là đấng tạo hóa, muốn cho chúng nó tồn tại. Ma quỷ đã gây nên nhóm người hoạt động lôi kéo, ảo tưởng nhau, mụ mị nhau, nhất là lúc thấy kẻ nào buồn tuyệt vọng sa sút làm ăn, bị người ta lừa tình lừa tiền vân vân. Cứ hễ mà người nào có cái thái độ buồn phiền là nó gieo tư tưởng hơn thua trả thù sống chết, sống danh hơn lành tính. Những ai đuôi mù và quản trí sẽ bị bọn ma quỷ này thúc vào trong người, người này người kia để lôi kéo, và loài người đã sập bẫy nhiều không thể đếm xuể. Satan là con quỷ đào đàn, nó tồn tại ngay từ khi Đức Chúa Trời tạo ra nó. Nó đã biết loài người kiêu ngạo, lười suy nghĩ và hay bắt chước để được giàu, bắt chước để được có tiền, có ăn ngon, có mặt đẹp, và nó sai quân đoàn quỷ cấp dưới của nó tấn công vào trong các gia đình. Khi một gia đình sụp đổ sẽ ảnh hưởng đến hàng triệu thế hệ con cháu và những người xung quanh. Vì thế hàng triệu linh hồn vì đó mà sụp đổ theo cho đến bây giờ. Bởi sống trước đổ đâu, sống sau đổ đó, gương bày lôi kéo. Chúng nhìn theo ông bà của nó mà lũ lượt đi theo sau. Nó sai bọn đàn em đi khắp nơi lôi kéo những linh hồn về, dù là già, trẻ, gái, trai, đứa nào còn hơi thở thì nhét vào óc, tim, vào mỗi linh hồn chúng sự đam mê danh vọng, chức quyền, tiền của, hưởng thụ xác thịt, rượu chè, cờ bạc, hút xác, xì ke, ma túy, phim ảnh, dâm dục, tình yêu lăng loàn, tiểu thuyết nhảm nhí, âm nhạc tục tiểu, các kiểu quần áo hở hang. Nói vào đầu chúng, tha thứ là yếu đuối, trả thù là anh hùng, bây giờ chưa trả thù được thì 10 năm trả thù cũng chưa muộn. Nói vào óc mấy thằng mê danh ham tiền, đời không tiền không sống được, ai càng tôn thờ tiền càng tốt. Viết chuyện bêu xấu mẹ Maria để nhiều người không xin bà đó giúp đỡ. Nay xã hội đã tiếp tay cho ma quỷ công trình sách hiếm để bôi nhọ chính đấng tạo hóa, để rước kiếp họa vào thân. Quỷ Chúa hiểu rằng mỗi lời mẹ Maria cầu xin cùng Thiên Chúa thì hơn cả
mọi lời của các thánh và các thiên thần hay loài người cầu xin. Những kẻ tội lỗi ngập đầu trong giờ hấp hối mà kêu lên mẹ xin cứu giúp thì mẹ cũng giúp người ta xa khỏi hỏa ngục. Nhiều linh hồn đã thoát khỏi tay quỷ chúa cũng vì mẹ Maria, nên quỷ chúa càng thù ghét mẹ hơn mọi thần thánh khác. Vì mẹ khiêm hạ và quá tốt lành hơn mọi thần thánh và hằng cứu giúp mọi người, nên khi đứng trước mẹ ma quỷ, đứng trước mẹ Maria, quỷ chúa còn không thể đứng vững, nó thấy đau đớn, nhục nhã, kinh hãi còn hơn là rơi vào hỏa ngục. Vì thế quỷ Satan không cắn được mẹ thì sẽ cắn vào gót chân của mẹ, tức là nó cắn vào thế hệ sau của mẹ, đám con cái loài người mà mẹ bảo bọc. Những gì Thiên Chúa và Giáo hội Công giáo ngăn cấm hoặc là cho là tội lỗi thì ma quỷ tận dụng với mọi phương tiện khuyến khích để làm cho người ta đi ngược lại, nhất là vi phạm điều răn thứ nhất, bởi đó là điều mà loài người sẽ bị phạt mà không dung thứ. Không để cho loài người thờ Đức Chúa Trời, thờ Thượng Đế của họ, thờ đấng tạo hóa của họ mà gieo nên những tai ương cho mỗi gia đình, song không khuyến dụ loài người đi xem bói. Nó khuyến dụ mọi người đi xem bói, đi xem quẻ để lên đồng bói toán, để khi đến nơi thì lũ quỷ đã nhập vào và ngồi đóng vai xúi dục loài người thờ các bậc ông bà cô bác trong nhà hay cây này thần nọ, các thần tượng mà chúng nó đã lập ra ở các chùa chiền miếu tự, để ra ngoài đó mua về, thỉnh ma quỷ về thờ ma quỷ. Nó dạy cho bọn quỷ đàn em phải lặp đi lặp lại những cái lời giả dối và những cái gương mù gương xấu để loài người nhìn mãi quen mắt, nghe mãi quen tai. Cất trầu để lâu nó cũng hóa buồn, cho đến khi loài người mất ý thức vì tội lỗi. Vì không giết người thì làm gì có tội, và ai cũng có tình thương xót trong lòng, cũng có tiền cho người này ăn, không có tiền thì cho thức ăn, như vậy là đủ tốt rồi. Thế thì chúng nó sẽ tự mãn rằng chúng nó đã hoàn toàn tốt lành. Nhưng đừng để cho chúng nó biết luật của Đức Chúa Trời, chúng nó sẽ nhìn ra được là chúng nó đang phạm thánh với cha nó. Đến lúc đó, loài người phạm tội như uống nước, như hít thở, và sẽ rơi vào hỏa ngục của chúng ta ồ ạt. Sẽ là những tay sai để cho chúng ta hành hạ, đánh đấm, cào cấu, cắn xé, vân vân, để phần nào quên đi cái sức nóng phát điên phát dại của lửa hỏa ngục mà bọn hư mắt và chúng đã phải chịu cho đến đời đời. Mưu mô xảo huyệt của quỷ đã có từ nghìn đời, nên loài người không lường nổi đâu là thật đâu là giả. Chỉ khi đứng trước ánh sáng mới biết ngoài kia là bóng tối. Nên hiện nay loài người đứng trong bóng tối quen mắt, cứ nghĩ rằng đó là đã sáng. Chính quỷ Satan đã đi vào huyền thoại của Phật Thích Ca, hình thành những nhóm tu hành sát với những nhóm người không tin Chúa. Với những người tin Chúa thì nó sẽ hướng theo cái cách là phục vụ thể xác để tôn thờ và kính trọng Đức Chúa Trời. Nó lý luận rằng thân mình anh em là đền thờ của Đức Chúa Trời ngự, mà anh em lại không lo cho mình có cái ăn uống đầy đủ để thân xác khỏe mạnh và đẹp đẽ, thì rõ ràng các anh chị đã không giữ gìn đền thờ cho Thiên Chúa của mình. Thân mình anh em là đền thờ của Thiên Chúa ngự trong anh em. Nhưng nó chỉ lừa được những con người không có lời Chúa nhưng siêng đi nhà thờ mà thôi. Vì lời Chúa phán dạy rằng anh em đã chịu lấy tự Thiên Chúa và anh em không còn thuộc về mình nữa. Anh em đã được mua chuộc giá cả hẳn hoi. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân mình anh em. Tôn vinh như thế nào gọi là tôn vinh? Là hãy chúc lành cho kẻ bắt bớ, chúc lành chứ đừng chúc dữ. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc, cùng nhau tâm đồng ý hợp. Đừng quá cao vọng vì mình, trái lại hãy biết từ bỏ mình, chuộng phần hèn nhát. Đừng có tự thị mình khôn, đừng lấy ác báo ác,
Điều thiện trước mặt mọi người hãy cố quan tâm, nếu có thể thì vì phần anh em. Hãy sống an hòa, hết mọi người hãy yêu mến nhau. Hãy yêu mến là chu toàn cả lề luật, tín hữu con cái sự sáng. Thiên Chúa là cha của chúng ta đã căn dặn rằng ký luật và biệt phái ngự tòa Môsê, vậy mọi điều nó nói các ngươi hãy làm theo và giữ lấy, nhưng các ngươi đừng có làm theo hành vi của họ, vì họ nói mà họ không làm. Tòa Môsê chính là ngôi vị Đức Giáo Hoàng. Khi phản Kitô ngồi vào đó là lúc phải vâng lời Thiên Chúa. Làm gì thì các ngài phải biết. Thế mà ngay thời điểm này, rất nhiều Kitô hữu đã bị dẫn dắt, mặc dù lời Chúa phán dạy rõ ràng trong Kinh Thánh. Nếu các vị chủ chiên, nếu các vị chăn chiên là chi thể phải tung theo cái đầu của phản Kitô điều khiển, dẫu biết lời Chúa mà bị dẫn dắt theo cái lối giải thích méo mó vầy vò, và các ngài chiều lòng nhau cho thỏa mãn nhau để tránh mất lòng nhau, và ngầm để khẳng định rằng Kinh Thánh ở mức cao và đạt đến trình độ cao trí tuệ. Phải vậy, các ngài ấy sẽ đạt đến đỉnh cao của trí tuệ của thế gian. Thay vì theo Thiên Chúa thì trí tuệ đi lên, nay trí tuệ mở đường lạ lẫm đi xuống, vừa huyền ảo vừa bí ẩn, như kiểu người say, người bị thôi miên. Các ni cô bây giờ ngồi thiền lại khen nhau đáo để khi ngồi thiền, hay là các linh mục cũng đi ngồi thiền. Khi ngồi thiền sẽ có dấu hiệu con rắn chạy dọc xương sống đi cắt qua các vùng luân xa, rồi mở các vùng luân xa đó rồi lại đi lên. Hỡi những người con của Thiên Chúa, những người con trai, con gái có đầu óc nhưng bị mù tối, có tai, có mắt, có não nhưng lại không hoạt động. Đã học lời Chúa thì lý do gì để con rắn đi trong đầu của chúng ta? Nó mở luôn xa là mở cái gì? Tại sao điều tốt lành đến từ Thiên Chúa? Lẽ nào những điều ấy cha không dạy cho chúng ta, lại có một con quỷ Satan đi dạy cho chúng ta sao? Mà hiện nay các nữ tu, các linh mục đã lăn xả vào thiền. Thiền cái gì? Thiền đi đêm à? Thiền để rồi hòa hợp với ma. Nay nhà Thiên Chúa đã không còn là nhà của Thiên Chúa, mà vua quan thế gian, ma quỷ đã vào bắt ghế xếp ngồi hàng, theo các thành khác kéo đến vừa đạo lý giáo huấn nghe êm tai. Nhìn họ cũng rất chỉnh chu tu hành, thuyết của họ như thế họ sống thế gian mà hiên ngang đi lang thang khắp chốn thiên hà vũ trụ và địa ngục luôn vậy. Dẫu vậy cũng có nhiều người thuộc hàng đầu mục đã tin vào ngài, tức là họ đã tin những cái điều hiện tại là sai trái, là không đúng, nhưng vì số đông đông quá và các ngài ấy lại cũng phải đi thì chúng ta lại cùng đi. Nhưng vì biệt phái mà họ đã không dám xưng ra, kiểu bị khai trừ ra khỏi hội đường. Họ chuộng cái vinh nơi người đời hơn là cái vinh quang của Thiên Chúa. Hiện nay các nhà thờ luôn sốt sắng tổ chức các lễ với chiêng trống ầm ĩ, nhìn thì thế đấy nhưng mà thật chất chỉ còn là hình thức lễ hội tốn kém, dân phải đóng góp nặng nề rồi sẽ chán ngán mà bỏ cuộc. Và sự suy thoái nhất hiện nay là những người trẻ đi tu càng nhiều nhưng lại càng không tốt, mà làm cho mọi sự càng nguy hiểm. Việc đi tu đã không hạn chế số người, cũng chẳng cần điều kiện gì cả, vì đó là con đường tiến thân đổi đời. Họ xa trước cám dỗ với tư tưởng cố gắng chịu đựng trong một thời gian thử luyện, đợi đến khi ra trường khắn trọn, chịu chức rồi tính sau. Lúc đó họ sẽ tranh hơn tranh thua với nhau, tranh giành ngôi thứ. Kết quả là những người gọi là dâng mình cho Chúa chỉ là số lượng mà không có chất lượng, chỉ là những kẻ chăn thuê chứ không phải là người chăn chiên đích thực. Khi có mối nguy hiểm thì bỏ chiên cho xoáy mà chạy thoát mạng với lý do rằng con là linh mục, con cũng chỉ là một con người bình thường, con cũng không thể không phạm lỗi hay sai lầm do các anh chị và các cô bác tin con, chứ thật ra là con cũng không biết được mình
làm điều đó đúng hay sai, có khi chính con còn phải dao động. Sự việc sẽ tỏ lộ khi cái chết thứ nhất trong thể xác. Lúc ấy thì quả thật là khóc lóc và nghiến răng toàn thể, bởi vì khi ấy ma quỷ sẽ cười chế giễu, và những kẻ cho là tri thức hiện nay có sự hiểu biết lớn lao sẽ phải tức tối mà khóc lóc cùng nghiến răng. Tôi vào và nhìn xem thì này, đủ thứ tượng hình rắn rít thú vật và những đồ xú ế và tất cả những thần dơ giấy của nhà Israel khắc chạm trên vách tứ phía xung quanh. Thiên Chúa đã chê ghét loại đi đem ngoại tình với thằng xú ế, thế mà vẫn dính chạm theo kẻ vô đạo được khoan lạc trong thân xác, ngồi để hưởng thụ, không lao động như các tà thần khác. Những vị tu hành bên các đạo khác chỉ ngồi đợi cho người ta cúng dường, có cái gì ăn cái đó, nói thì là vậy nhưng chê cơm kén 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 ăn kén rau kén thịt, chứ có phải như người ta đã nói đâu. Nhưng mà bên ngoài nó lại phô trương lên cái sự cao đạo của chúng nó, và rồi mọi người lại lầm tin và mang tiền của vào trong nhà chùa để cúng dâng cho kẻ ngồi không mà có ăn, rồi lại quỳ sụp lạy những kẻ ấy. Chính những kẻ đó là những kẻ móc túi và không mang lại lợi lộc gì cho chúng ta, lại đẩy cho chúng ta đến hỏa ngục, thì lại quỳ lạy còn hơn cả cha mẹ. Vì anh em biết phải bắt chước chúng tôi ra làm sao, giữa anh em chúng tôi đã không sống vô trật tự, ăn không dám vào người ta, ăn không bám vào người ta, trái lại lao nhọc vất vả đêm ngày. Chúng tôi đã làm lụng để khỏi nên gánh nặng cho ai trong anh em. Không phải là chúng tôi không có quyền, nhưng để nêu cao cho anh em ngõ hầu, anh em bắt chước chúng tôi. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô và đừng lo toan về xác thịt cho thỏa các đam mê. Ấy vậy hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, không phải với xác thịt mà sống theo xác thịt, để mà sống theo xác thịt. Nhưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ được sống. Và vừa rồi một vài anh chị em cũng có gọi điện nói chuyện với Maria rằng khi đi theo Chúa em phải từ bỏ những cái cuộc sống đời thường của em, những cái điều mà em đã có lâu nay em phải từ bỏ nó. Maria mới nhận ra rằng và nói với người chị em của mình: em thấy đi theo Chúa có phải từ bỏ cái gì đâu, em thấy mình được hết đó mà, mình có phải mất mát gì, toàn mình rủ những cái điều dơ uế bẩn xấu xí của mình trước đây nó bám trên người mình mà mình không biết. Bây giờ mình phủi bỏ nó để mình mặc vào tấm áo vinh quang văn hóa nước trời, để được sống trên trên trời. Ai cũng muốn sống trên trời mà văn hóa nước trời thì không chịu học. Cho nên khi được học văn hóa của nước trời, em thấy được rằng là mình đã ở một con người mới, một cái sự cao vợi mới, mà chính cái sự cao trọng này nó nằm ở linh hồn chứ không nằm ở thân xác. Sự sống về mặt linh hồn nó làm cho con người ta tốt đẹp vô cùng. Thế thì cái được rất nhiều chứ cớ đâu mà lại mất. Thật ra lời của Thiên Chúa rằng anh em muốn theo ta thì phải từ bỏ tất cả mọi thứ. Phải, thế gian này ai cũng cần tiền, ai cũng coi tiền và quyền là những điều phải có. Để rồi nhà này nhìn nhà kia phô trương nhau, tao hơn mày, mày hơn tao, và hơn thua nhau vài ba đồng và ba miếng ăn. Người ta thèm khát cái thực tế hữu hình, nhưng người ta không biết rằng đời sống của linh hồn cũng đói khát lắm, cũng đang cần ăn, cũng đang cần sống, nhưng đời sống của linh hồn mới quyết định được đời sống của thể xác.
Bởi vì họ đã đọa vào cái lý thuyết của Satan, nên những cái điều lo cho cái thể xác nó đã trội hơn cả linh hồn. Mà những kẻ đã từng lầm lạc nay được sống lại quay về giống như Maria thì rõ ràng thấy được rất nhiều, không có gì là mắc. Anh chị em nào có nghe những cái video như thế này thì hãy hiểu rằng mình có phúc phần hơn tất cả những người không biết Thiên Chúa. Mình đang học một văn hóa nước trời để tiến vào nước trời sống. Các anh chị đang ở nhà tranh, đang ở nhà tôn, nhưng mà Chúa đang xây cho chúng ta một lâu đài với những kim cương tráng lệ, không một vết tì vết bẩn nào trên đó. Lẽ nào sẽ đón tiếp những kẻ có một bùn nhơ để mang vào trên những ngôi nhà đó? Vậy cho nên chúng ta học lấy nước trời là chúng ta sẽ phải rũ bỏ tất cả những sự nhơ uế để chúng ta bước vào ngôi nhà của kim cương sáng lạng ấy. Những nghi lễ bây giờ tại các nhà thờ rất là kỳ dị. Những nơi khác ở Ấn Độ và những nơi khác lại tôn sùng những bộ phận sinh dục với ngôn ngữ đề cao cái sự sinh sản ra dòng giống. Nghe mình đực cười, sự gì mà Thiên Chúa không cho thì làm gì mà con người làm được? Phải chăng con cái là do Chúa ban hay sao? Bộ phận sinh dục kia thì mang lại điều gì tốt đẹp để mà tôn thờ? Hay chúng nó đang mưu đồ rằng hãy để cho loài người thế giới thèm thuồng cái nhục dục mà lan chạ nhau lung tung hiếp dâm cả ngày với cái trò trên giường thì thành quái vật khỏi biết làm với ăn. Đó, thế gian này bây giờ nó đã dâm vật đến mức độ mà lộ thiên luôn. Cần gì mà rèm che, buồn kín? Hậu quả của những cái đạo đức chim vư cư, Thiên Chúa đặt hệ thống, đặt hội thánh ở giữa thế gian với cả một hình hài toàn vẹn, với hai cái con mắt nhìn, còn chết lên, chết xuống. Hay quá, nên thờ có một cái con mắt, phải cái đạo có một mắt, nhìn một mắt nhắm, một mắt mở, thì thế nào cũng chết. Để Satan nó mặc sức tô vẽ bùa chú rồng rắn. Bởi đâu mà thân xác cao quý của một con người mà muốn mang thai thú vật, mang thai rồng mới chịu thờ một con mắt? Thế thì chỉ nhìn thôi chứ biết làm được cái gì? Gọi là nó đưa mắt nhìn trơ trơ, và ai làm gì thì cứ làm. Cái đạo dở hơi của lũ nằm hỏa ngục trồi lên, cái mầm móng hỏa ngục trồi lên rồi lại tuột xuống hỏa ngục. Đi từ xuất tự nơi đâu thì vì lại nơi đó, nghe mà tanh hôi toàn mùi máu. Chính vì nó đi ngược ngạo với Đức Chúa Trời, với Thiên Chúa là cha của chúng ta, nên nó mới thuyết ra một cái giáo ngu xuẩn cho thế gian này, gọi là trường sinh bất tử trên thân xác. Không có thân xác nào gọi là trường sinh bất tử cả. Máy móc hay là điều cây cối cũng có giới hạn của sự sống của nó và cái độ hư mòn của nó. Cơ thể nó làm việc rồi nó cũng sẽ mệt mỏi. Tóc từ lúc sanh ra đã bạc, da từ lúc non nớt lại thành da mồi da nhăn, mắt cũng đã hóa mờ. Để điều thể hiện rõ nhất là giai đoạn của đời người là từ khi sinh ra là một em bé trên tay, gọi là thiếu nhi. Sự sống lớn dần thì sẽ là thiếu niên, trung niên, cào lão, thọ lão và tử lão. Biết trời sáng thì sẽ có trời tối. Có ai đi kéo được mặt trời lại được không? Thế thì hãy cầu xin thần nghịch của Đức Chúa Trời mà lôi về ngày 24 tiếng trở thành 20 tiếng hay 28 tiếng. Và chẳng có cái đêm nào mà không có cái ngày đi. Thế thì đời người nó sẽ không trôi qua, nó trường sinh bất tử cho mọi người. Rồi đạo gì lại thờ động vật, rồi tôn kính nó, tôn thính con bò, con sư tử, tôn kính đủ các loại con, rồi con rồng, con rắn,
không có con người, nó có làm việc không? Thế bây giờ không có động vật thì có máy móc làm việc. Vậy chắc thứ gì mà giúp con người làm được việc là đội nó lên bàn thờ ngồi cúng tế hết hay sao? Đạo gì mà thằng linh toàn là nanh với đầu lâu, tai và mắt tô hố như những cái lỗ cống, miệng thì banh ra như rách cái mồm, như muốn ăn muốn nút con người ta. Chân giò thì của động vật, mình thì mình của con người, đuôi thì đuôi con rắn. Ôi là tu để mà thành thú vật thì đâm đầu vào tu để làm cái gì? Những cái người như thế, nó ra ma ra quỷ, thì tại sao gọi là các thần? Thần gì? Thần tru. Thần tru. Thần tru và tu, tu riết trong dâm dục, tu riết ngồi trên bàn thờ, hai đứa nó ôm nhau luôn. Đây là Thích Ca Mâu Ni. Ôi thì Thích Ca Mâu Ni với đủ các hình hài của Thích Ca Mâu Ni, thích ca, thích ca, thích hát, thích dâm dật, thích ôm xà nẹo lên đây. Ô, nói rằng là đi tu không lấy vợ mà leo lên bàn thờ thì chúng nó uỵnh lấy nhau như thế này. Đây là những vị thần. Phải, họ là thần, nhưng mà họ là thần kinh. Họ là thần kinh chứ không phải là thần linh. Thằng này không có linh, thằng này cũng linh mà linh ta linh tinh. Linh này không mang lại được cái giá trị cho người đời, mà mang lại chết chóc và đau khổ, móc túi con người ta. Thằng với những mắt, những tai, những lửa bay đầy hết. Thằng gì mà đứa nào cũng có một con đàn bà phía trước như thế này. Thằng dâm dục, hèn gì mà thế hệ trẻ bây giờ nó dâm dục. Đi đâu nó cũng giết người vì dâm dục. Nó dâm dục từ một người trẻ nhất, mười mấy tuổi đã biết hiếp dâm, cho đến những người tám mươi mấy tuổi, chín mấy vẫn còn đi hiếp dâm. Đó, đạo nó tràn lan trên thế giới này chỉ để dâm và dục. Hãy nhìn xem những hình ảnh này, thưa quý ông bà, thưa quý anh chị em, chúng ta đang ở cái đạo Phật giáo. Hãy nhìn xem, đây là ai? Đây là Thích Ca của các người, mà nó biến tấu ra quá nhiều hình ảnh. Đây Thích Ca thích hát đây, Thích Ca thích hát với đủ rồng đủ rắn, đủ rồng đủ rắn. Bây giờ các anh chị chúng ta hãy nghe những cái điều mà em sẽ tỏ lộ. Hiện nay có một số cái nơi nó đã đi vào ở trong cái đời sống, nó nói rằng là bây giờ có những cái nơi có rất là nhiều vàng. Hãy khai mở những cái nơi đó ra. Ở nơi đó vàng rất là nhiều, cho nên là cần phải lấy cái vàng đó, thì mình phải khai quật cái mộ nó. Và chúng nó đã khai quật mộ. Khai quật mộ để làm gì? Để mở nắp cho cái đám mà đã chết, mà bị có những cái linh hồn nó bị niêm ấn trong những cái thùng, trong những cái nơi mà nó bị chôn, nó chôn nó sẽ bị có những cái niêm ấm của nó, thì nó mới xúi dục con người ta mà mở những cái đó ra, mở ra để cho chúng nó thoát. Thì chúng nó đã mở ra, và trong đó có những điều như thế này. Nó là một, ai đây hỡi anh chị? Đây là Phật của người ta, Phật Thích Ca. Đầu vẫn là con rắn bảy đầu, và khi khai quật lên đó đã có cái hình này. Tay thì hai tay nằm như thế này đây, và nguyên một cái lớp dưới là con rắn đang bảo bọc. Nó là chúa các loại quỷ. Cho nên là nó đem vàng bạc ra, nó để nó lòe thiên hạ, để cho mọi người thấy vàng, thấy tiền, thấy bạc mà ham, mà khai quật mở mộ cho nó, đội mộ nó lên. Và quả thật người ta đã mở. Người ta đã mở, và trong khi đó có một cái cánh cửa không thể mở được. Vì cái cánh cửa này nó nói rằng do bị ém tà, do bị ém và khó mở cái cánh cửa này.
Bởi cánh cửa này khi mở ra sẽ có nhiều đại họa, tất nghĩa là sự chết chóc, vì trong đó có những kho báu. Nhưng vô hình trung trong quá trình để mở vô cánh cửa này thì đã đi qua rất nhiều, đã mở rất nhiều các xác chết khác rồi. Và các cái xác chết đó đã được khai quật lên, có nam lẫn nữ chết rất nhiều trong đó. Và chúng ta, khi những người đi theo đạo Thiên Chúa của chúng ta mới hiểu được là ở đây nó sẽ có những cái trò của những kẻ mà đi theo Satan, và chúng nó đã bị chôn, bị vùi ở dưới đây. Đây là thời cuối chúng nó sẽ trỗi dậy, chúng nó đang hò hét, chúng nó đang mượn tay của những người ở trên thế gian này, vì vì là vì những người trên thế gian này mới có thể mở được cho chúng thôi, chúng nó không thể nào tự mở được. Còn đây là cái hình mà cái chỗ này là gọi là khai mở cho chúng nó. Đây là cái huyệt, đây là một cái hang, nó gọi là cái hang, mà cái hang này có lẽ là đã bị niêm ấm rồi hay gì, mà bây giờ hắn nói là đào cái vách núi này ra, và bên này có một con rồng, bên này có một con rồng, nó nhìn ra được cái thế của con rồng mà nó vẽ, nó đưa lên đây để nó nói vì cái sự việc này. Và hiện nay nó nhìn vào bên trong và nó nói rằng là bên trong này có một cái lượng vàng rất là khủng khiếp, và chúng nó sẽ dừng lại một thời gian để điều tra và xem xét, xong rồi sẽ khai mở tiếp. Thì sự việc nó cũng sẽ rất là kỳ bí, cũng sẽ đi vào những cái điều mà rất là lạ thường, bởi vì những kẻ này sẽ mở cửa cho ma quỷ tung hỏa ngục mà ra. Những cái kẻ này nó còn khủng khiếp nữa, nhưng mà không biết là thế nào. Mà hiện tại là những cái nơi này mà kẻ được canh là những con rắn bảy đầu. Nó nói rằng con rắn bảy đầu này đang canh ở đây, và thực sự đây là một cái con rắn mà canh cái tháp này. Cái tháp này bây giờ nó đổ rồi, nhưng dưới chân tháp và dưới cái tòa nhà này nó có rất nhiều kho báu. Chính vì hai chữ kho báu là gì? Là vàng, là kim cương, là tiền, là thứ gì ở dưới đó, là chắc chắn là vàng, là kim cương rồi. Là chúng nó khai mở lên, ai mà nghe vàng không ham, ham vàng đi rồi chết. Và nó đã lôi ra được một cái hình, một cái tượng như thế này. Nó lôi ra rồi, nó lôi ra một cái tượng vàng như thế này rồi, và đang rất là ham, là thích. Đó, đạo đạo của những ma, những quỷ là những cái kẻ gọi là mặt mũi gớm ghiếc mà vẫn được cho là gì, là thần linh. Hỡi đồng bào, hỡi người dân, hỡi loài người, hỡi anh chị em, có làm sao mà có chúng ta bán linh hồn cho quỷ dữ mà thờ chúng nó, khi chúng nó tống chúng ta vào hỏa ngục như thế này. Chúng nó là những kẻ sẽ tống chúng ta vào hỏa ngục mà chúng ta lại mang chúng nó lên chúng ta thờ. Thật là đau lòng quá, đạo gì mà thần linh như vậy chứ. Ôi, tu để thành thú vật thì đâm cái đầu vào tu cái đó gì. Tu để cho nanh mọc, nghĩa là tu để cho thành quỷ, chứ có phải tu thành người đâu. Sống trong nhà ông bà cha mẹ còn mong muốn gần gũi quây quần bên con cháu, niềm vui của ông bà là con cháu hiếu thuận thăm viếng, sống theo truyền thống gia đình, đó là ví như các anh chị em ở thế gian. Vậy các anh chị em không nghĩ cho cha trên trời hay sao? Người cũng mong gần gũi với con cái. Con cái của cha chúng là những đứa đẹp và trong sáng như hình ảnh ban đầu sinh ra ấy chứ. Cha đã đặt nó trên thế gian là những đứa tốt lành, những hạt giống tốt cha gieo, nhưng mà chúng đã ra hư đốn. Vì lý do là anh em chúng đã sống với sự ganh ghét nhau, hơn thua nhau, còn muốn giết cha mẹ để chiếm đoạt tài sản. Nếu Satan nó có quyền lực, chắc rồi nó cũng sẽ làm điều ấy. Nhưng con cái thì không hơn cha mẹ, tôi tớ không hơn chủ, nên con cái thế gian nó sống bất đạo thì án trên Thiên Chúa sẽ đặt trên nó, chứ không phải ma quỷ đặt trên nó. Cái đạo gì mà không thờ đấng tạo sinh? Dù cha mẹ sinh ra ta có nghèo khó, ta cũng phải nhìn nhận lấy người.
Đằng này một đấng ngự trên trời mà chúng ta không nhìn nhận người, mà lại đi thờ lại đám con cái của người. Thế nên, ông bà, cô bác, anh chị em muốn dạy con cháu mình làm người, thì chính mình phải đúng cây đã, chính mình phải làm, nhìn nhận được đấng tạo hóa ra mình. Mình phải sống đúng nghĩa là một người con cái đã, rồi chúng nó sẽ theo mình. Bây giờ chính mình còn không nhìn nhận đấng tạo hóa ra mình, thì con cháu mình nó sẽ như mình, nó cũng sẽ bỏ mình thôi. Nó không có dòng huyết nào mà không có nguồn chảy. Nó phải là một sợi dây kéo dài và không đứt. Nó có thể phân nhánh, nhưng nhánh ấy tốt xấu là tùy thuộc vào nó, như cái cây cối vậy. Nhánh nào không sống nổi do nó tiếp những con sâu, do nó sống sâu đã đục thân khô khan thì sự sống của nó sẽ khô đét và chết đi. Riêng cái thân ấy chết thì cái cây đó cũng không làm sao, nhưng nó sẽ ảnh hưởng, và nó đã gây ảnh hưởng đến bây giờ quá thể. Nhiều đạo lợi dụng vào đạo Thiên Chúa, tức là đạo chính ông trời là đấng ngự xuống thế gian dạy, nhưng lòng người đa đoan, vốn đã hai lòng, vừa nghe Thiên Chúa lại vừa nghe ma quỷ, nên mới rẽ nhánh chia đường, lấy kinh thánh thật sao chép thêm bớt cho thành cái họ, cái của họ, đó gọi là tin lành, anh giáo. Và mà những kẻ chia đường rẽ lối này chính là con của Juda Iscariot. Họ sống trong nhà của Chúa, rao giảng nói lời Chúa vanh vách, nhưng chống phá Chúa. Vậy nên Thiên Chúa mới bảo rằng: chúng đã từ nơi ta mà ra, nhưng chúng đã không thuộc về ta. Vì nếu chúng thuộc về ta, chúng đã lưu lại với ta. Âu là để nơi chúng. Rõ được điều này là không phải hết thảy đều thuộc về chúng ta. Cách nhận diện đạo của đạo Đức Chúa Trời là mang tên Kitô giáo, hay còn gọi là Công giáo hay Thiên Chúa giáo. Chỉ ba tên gọi này cho một đạo mà thôi, như một người có ba tên vậy. Những con người trên trái đất chức càng cao thì tội càng nhiều, vì họ muốn thể hiện cái thực quyền kiêu ngạo và tài trí. Họ là vua trên đất, họ là vua của loài người trên thế gian, nên họ sẽ đi đêm với vua hỏa ngục. Các vị ấy muốn thâu tóm quyền lực để khống chế các nước khác thì phải tà thuộc hại nhau. Miễn sao giữ được ngôi thì thờ con rắn, con trâu, con rồng, con dê, con ếch, con nhái, hay giết cả con đầu lòng họ cũng làm. Điển hình là lễ hội đen khá thịnh hành ở Pháp vào thế kỷ 16-17. Những người đầu trò nổi tiếng cho lễ hội đen như là Catherine de Medici, nữ hoàng của Pháp thế kỷ 16, thầy trù Catherine Bonvoisin thế kỷ 17. Những người được cho là có tầm ảnh hưởng, có kiến thức, có tầm nhìn, nhưng lại đi vào hỏa ngục. Tháng 4 năm 40, năm 1966, Anton LaVey, một nhạc sĩ người Mỹ, đã cạo đầu tuyên bố thành lập hội quỷ Satan và cho ra đời cuốn kinh của Satan. Có thể nói Anton LaVey chính là cha đẻ của Satan giáo, là đức giáo hoàng đen của hội thờ quỷ Satan, với các nghi lễ như là thuật ma cà rồng hút máu, thuật hành dâm, vân vân. Giáo lý trong kinh thánh của Satan giáo đề cao sự khoái lạc đời sống vĩnh cửu, tâm lý bài đàn. Tâm lý bài đàn hiện nay đang đề cao rất dữ dội, và hiện nay đi vào thực tiễn của con người chúng ta, bày đàn, kéo lũ, hay còn gọi là tâm lý đám đông, sự tế thần, vân vân, và đề cao bản ngã của con người. Satan giáo dục cho con người rằng con người vẫn có thể đảm bảo được đời sống khoái lạc mà vẫn có thể thấu suốt được chân lý. Tư tưởng này của Satan giáo dường như đã trở thành sức hấp dẫn đặc biệt đối với những người mong muốn bước vào thế giới huyền bí mà không muốn mất đi lạc thú trần thế. Bảy tội lỗi của con người đã được nhắc đến trong kinh thánh của Thiên Chúa giáo gồm kiêu ngạo, đố kỵ, ham ăn dâm dục, giận dữ, tham lam và lười biếng đã được cha đẻ của Satan giáo Anton LaVey coi như là những phẩm chất đáng có của con người, có thể nói là những tuyên ngôn của LaVey trong kinh Satan
Sa tăng giáo dường như là rất phù hợp với thế kỷ 20, 21 hiện đang xảy ra của chúng ta. Thế kỷ này đã kèm theo nhiều biến loạn vì sự suy đồi đạo đức và nếp sống của con người. Những đệ tử của Sa tăng theo giáo đeo những món đồ kỳ quái như là nhẫn đầu dê, nhẫn hình chữ thập lập bàn thờ. Quỷ Sa tăng đã bày ra những cái đầu lâu, dao sắc, vân vân. Một năm, những đệ tử của quỷ Satan có 8 ngày lễ, ngày hành lễ vào các tháng 3, tháng 4, tháng 6, tháng 8, tháng 9 và tháng 12. Trong những buổi hành lễ, họ sử dụng ma túy rạch những vết thập lên người, cắt tay để lấy máu hiến cho ma quỷ và quan hệ tình dục tập thể gọi là nghi lễ thuật ma cà rồng hút máu, thuật hành dâm. Khẩu hiệu của họ là hãy hiến linh hồn cho Satan, tấn công kẻ dữ để siêu thoát. Trong cuốn kinh thánh của Satan, La Phay viết: khi bạn phụng sự cho Satan, bạn sẽ trở nên bất diệt. Kiếp sau bạn sẽ cai trị thế gian này và chinh phục được mọi người. La Phay cũng là tay hành nghề huấn luyện thú vật và thuật thôi miên. Từ đó, La Phay đã được xem như là một đức giáo hoàng đen của hội quỷ Satan này. Nhưng Anton LaVey không phải là người đầu tiên thờ quỷ Satan. Trước đó khá lâu đã có một tổ chức thờ phụng Satan đã được mô tả là ẩn mình trong bóng tối giật dây và có quyền lực ngầm thao túng cả thế giới. Đó chính là hội kiến của Illuminati. Biểu tượng chính của hội kiến Illuminati chính là hình ngôi sao năm cánh ngược, hình có cái đầu dê. Đây chính là biểu tượng. Nhiều nước trên thế giới đang phải đương đầu với các đệ tử của quỷ Satan này. Nước Ý đã có khoảng 8.000 nhóm thờ quỷ dữ ở nước Ý có khoảng 8.000 nhóm thờ quỷ dữ. Nguyên ở nước Pháp có 40.000 phù thủy và thần thị có đến 500 pháp sư tà thuật. Họ đã làm ăn thịnh vượng, lợi tức lên đến 20 tỷ đồng tiền Pháp. Ở Nam Phi thì một mảnh đất mê tín lâu đời. Theo thống kê của cảnh sát vào năm 1990, ít là có 12 trẻ em bị giết để tế thần. Trong cuốn kinh thánh Nhan Đề tiết lộ về ma quỷ xuất bản vào năm 1999, tác giả một trưởng ban cảnh sát về tội ác có viết: Nam Phi bước vào một kỷ nguyên mới với nhiều vấn đề đang chờ đợi như độc dược, bệnh sida, tức là bệnh S, và cả ma quỷ cũng đã đang trở về trong vinh quang. Những thành viên trong hội kiến Illuminati đặt niềm tin vào việc thờ phụng quỷ Satan hay còn gọi là thiên thần sa ngã Lucifer. Mục đích tối hậu của hội kiến này là lật đổ thế quyền và thần quyền khắp nơi, cải biến bản chất của con người và thống trị toàn thế giới, liên kết mọi quốc gia dân tộc thành một đế chế toàn cầu. Vì thế hội Illuminati đã được dùng đồng nghĩa với trật tự thế giới mới. Sau khi cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Da Vinci Code, mật mã của Da Vinci của nhà văn Dan Brown ra đời, nhiều người hơn nữa biết đến sự tồn tại của hội kiến Illuminati và các thông tin về tổ chức này đã được các trang mạng tích cực khai thác, nhưng thực ra của nó đã tồn tại cách đây gần 300 năm. Aleister Crowley, sinh năm 1875, mất năm 1947, cũng là người sáng lập ra Satan giáo hay còn gọi là giáo phái Ptolemy Crowley. Không những rất là nổi tiếng mà còn có rất nhiều ban nhạc tôn thờ như là King Diamond, Marilyn Manson, vân vân. Trong đó có rất là nhiều người nổi tiếng là việc ông xuất hiện trên bìa đĩa SGT Pepper Lonely Heart Club Band của câu lạc bộ huyền thoại The Beatles. Aleister Crowley xây dựng nên tu viện Ptolemy để tôn thờ quỷ Satan. Những người mới gia nhập tôn giáo này sẽ được thử thách bằng việc chích ma túy và ngủ qua đêm trong căn gác ác mộng nơi treo các bức tranh địa ngục của quỷ Satan. Khi nói đến thế lực bóng tối của ma quỷ đang thống trị toàn diện và kiểm soát cả thế giới, thì cái tên hội kiến Illuminati luôn đứng đầu trong danh sách của bất kỳ ai tin vào thuyết âm mưu. Hội kiến này thao túng toàn cầu từ tài chính, quân sự, giáo dục cho đến truyền thông, tôn giáo. Triết gia người Đức ông Adam Weishaupt là thủy tổ của hội kiến Illuminati.
Illuminati là và chính là người đã tạo ra logo kim tự tháp của hội. Thông thường ai làm điều gì gian dối, người ta cũng muốn che đậy, mặc càng nhiều cái thẹo là và xấu thì càng trùm bịt cho kỹ và chặt. Cũng thế, thế giới của quỷ Satan đã vốn là bản chất xấu xa, nên chúng phải phủ rất là nhiều lớp áo rực rỡ cuốn hút bên ngoài, chẳng khác gì nắm mồ thối vữa bên ngoài xây tô và điểm cho sáng đẹp. Nói về nấm mộ cho nhiều người để hình dung được bản chất của hội không đến từ Đức Chúa Trời. Hội kín này luôn tung hô là chống mê tín, chống lại ảnh hưởng của tôn giáo lên đời sống cộng đồng, chống lạm dụng quyền lực nhà nước, nhưng cái bản chất của nó lại là lạm dụng quyền lực. Hội này tin vào việc con người sinh ra vốn không ác, nhưng bị tôn giáo làm hư hỏng, bị dẫn dắt bởi chính phủ và các thế lực đương đại rồi đi đến sa ngã. Với ý tưởng này, Adam Weishaupt đã gây tư tưởng cho người khác, chỉ có mình nó mới mang lại sự tốt lành và cũng một lưỡi dao đánh phá luôn cả Kitô giáo. Âm mưu của nó đã chia ra 99 đội quân với nhiều tên, làm sao đánh phá được Kitô giáo thì 99 đạo còn lại lên tiếng ủng hộ nó, miễn sao mà nó có thể, nó vẫn còn, nhưng mà đạo lớn mạnh của Thượng Đế là phải ra đây. Đó chỉ là ý của con người mà thôi. Người ta thường nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nên chuyện mưu toan của loài người đành hành động bắt tay cùng với ma quỷ vẫn không thể phá vỡ được điều gì nếu Thượng Đế không cho phép. Vậy với Illuminati, họ sẽ ẩn thân như thế nào để vừa thu gom được tiền dễ và vừa thu nạp được người vào hội? Xã hội loài người hoàn toàn không hề hay biết mưu lược của ma quỷ, nên họ mau chóng đồng hình đồng dạng và mặc tám áo có tên là những người quyền lực thế giới, những doanh nhân thành đạt nhất thế giới, những ông trùm thế giới, những người gợi cảm quyến rũ nhất thế giới, những người giàu nhất thế giới. Tại sao họ mang những cái tên như thế? Loài người ưa thích tiền bạc, nghe ưa giàu có và cũng ưa được vinh danh trên các truyền hình để được nổi tiếng. Họ học hỏi đem lòng ngưỡng mộ, và kẻ có tiền thì có quyền lực, tay chăng kết nối và sẽ kết hợp với kẻ thích hưởng thụ, xem sự giàu sang là mục đích cuối của cuộc đời. Và để lâu cuốn được giới trẻ, chúng đã ra đời nhiều các cuốn sách khích tướng như đâm thọt những người sống luôn bằng lòng với hiện tại. Tiếp xúc với người giàu sẽ được học cách làm giàu theo họ, chơi với người sống người tốt sẽ tốt, chơi với người xấu sẽ xấu, chơi với người giàu để được giàu. Hãy làm những điều mà chưa ai từng làm để thể hiện mình là người tài năng. Thành công không đến với những người ghét người giàu. May tầng nào sẽ gặp may tầng đó, chia tầng phân lớp rõ ràng. Học cách làm giàu từ người giàu. Kẻ đầu tiên lộng ngôn nói dối Đức Chúa Trời Thượng Đế chính là Cain. Nó giết người nên phải nói dối. Thế nên mọi kẻ làm điều gian ác đều gian xảo và miệng lưỡi lấp liếm ngôn từ che đậy sự thật bằng thái độ sừng sững dửng dưng không run rẩy, và hay cúi đầu nhìn nhận sự thật của chính mình. Chính vì vậy, ai không thức tỉnh lề luật của Đức Chúa Trời sẽ không thể nào hiểu được sự gian ác của Satan và bẫy của bầy lũ chúng nó. Sự che đậy đây tiếp theo là dấu sự che đậy tiếp theo là dấu chỉ nhận diện. Chúng thường xuyên thay đổi các biểu tượng như hình chim cú, hình con mắt, hình ngón tay ra dấu khi chào hỏi, thể hiện được các cấp bậc của chúng khi sử dụng các bút danh để tránh nhận dạng. Các ghi chép cho biết các thành viên Illuminati rất là hoang tưởng và thường sử dụng giao thức giống như gián điệp để giữ bí mật danh tính của nhau. Các thành viên gia hội nhập thường tuyên thệ trung thành với cấp trên, và cấp bậc được chia làm 3 thứ hạng với các cấu trúc phân cấp phức tạp như là Norphi, nghĩa là người tập sự. Minervon là tên của một vị nữ thần La Mã. Minervon Illuminati và cấp bậc của pháp sư là cấp bậc có thể đi truyền dạy cho người khác. Năm 1783, hội khai sáng cuối cùng đã bị người cai trị xứ Bavaria là Charles
Theodo cấm hoạt động do áp lực của giáo hội Công giáo La Mã cùng với các sắc lệnh khác của chính phủ đã thành công trong việc giải tán phần còn lại của hội kính vào năm 1800. Adam Weishaupt từ chối sắc lệnh của Rosicrucian nghiêm cấm tổ chức thờ phượng huyền bí và thuộc giá kim của chính phủ nên đã bị rơi buộc phải rời khỏi Bavaria. Ông ta đã viết 4 cái cuốn sách về Illuminati, được xem là cuốn kinh thánh của quỷ trong khoảng thời gian 3 tháng sống lưu vong qua đời ở Gotha, tức là ở Đức, vào ngày 18 tháng 11 năm 1830. Tuy nhiên, ý tưởng của hội đã được truyền sang Mỹ và khắp cả châu Âu. Những người theo thuyết âm mưu quả quyết rằng nhóm này đã vẫn tồn tại và hoạt động như một chính phủ ngầm đáng sợ, kiểm soát các vấn đề thế giới và còn là chủ mưu của các sự kiện lịch sử như trận chiến của Charlotte, cuộc cách mạng Pháp và vụ ám sát Tổng thống Mỹ John Kennedy. Qua dòng lịch sử, chúng ta thấy được có 22 nhân vật nổi tiếng bị trừ khử khi cố gắng rời bỏ hội thánh Illuminati. Họ đã cài cắm chân rết trong các chính phủ và các tập đoàn để thiết lập một trật tự thế giới mới nhằm đạt được quyền lực và ảnh hưởng chính trị nhiều hơn nữa. Không những thế, người ta còn nhận ra được dấu vết của họ trong các cuốn sách tiểu thuyết ăn khách, phim ảnh, chương trình truyền hình, truyện tranh, trò chơi điện tử, video ca nhạc. Trong suốt cổ đại, con người đã phát minh ra những biểu tượng để mô tả một khái niệm hay ý tưởng thay cho lời nói. Mỗi xã hội bí mật đi kèm với ý thức hệ và chương trình nghị sự bí ẩn của nó cũng có những biểu tượng đặc trưng. Những biểu tượng này được sử dụng trong một phương tiện thể hiện tư tưởng và giao tiếp giữa các thành viên mà chỉ khi chúng ta thuộc về cơ hội đó thì chúng ta mới có thể hiểu được bên trong ẩn sâu của chúng nó. Các thành viên Illuminati rất là thận trọng bí mật khi mà liên lạc với hoặc là viết thư cho nhau. Họ không bao giờ đề cập đến cái tên gọi là Illuminati. Thay vì vào đó thì họ sử dụng những cái đặc hiệu, những biểu tượng đặc trưng, hội kiến của họ. Họ có những cái ám hiệu biểu tượng để nhận diện nhau. Và quan trọng nhất là có thể vẫn thể hiện được sự tôn thờ của bản thân đối với quỷ Satan. Ngoài ra là các thành viên Illuminati đều sử dụng tên Hy Lạp và La Mã cổ đại để che giấu danh tính của họ. Vì cái hình ảnh logo mà của ba con số 6 hay là hình ảnh của Satan á, thực ra đây mới chính là hình ảnh đúng. Đây mới chính là hình ảnh ba con số 6 và thể hiện những cái cây cột thánh giá như thế này. Và bên cạnh đó, các anh chị chúng ta sẽ nhìn thấy được là đây là các cái biểu, cái dấu hiệu mà Satan nó dùng, nhưng mà ở bên cái thuyết bên nhà Phật, họ lại nói như thế này. Họ lại nói rằng là cái hình mà nghiêng nghiêng qua đó, thì cái này á, là nó thuộc về của thằng cái hình này nó nghiêng như vậy nè, là nó thuộc về một cái tên gọi là tàn sát Hitler. Là Hitler nó hay có cái hình này. Và ở trong cái hình của ông Phật giáo á, lại là có cái hình ở cái sự nét đứng này, chứ không phải cái nét nghiêng này. Mà nét này cũng là cái hội Illuminati này nè, nó đưa lên thì hỡi ôi luôn, đây chính là đồng bọn của Satan. Đây chính là tất cả những biểu tượng mà Satan đã đưa lên. Các anh chị có thấy hãi hùng không? Nếu mà mình không đi vào những điều này thì mình không thể nào biết được. Đây nè, đó là biểu tượng của chúng nó. Đó là biểu tượng mà chúng nó đã gì? Đã đưa vào đời sống của chúng ta, đưa vào trong tất cả những cái hình ảnh của mẹ của Chúa mà chúng ta không hề hay biết. Và một điều đặc biệt quan trọng đối với cái thế hệ trẻ hiện nay của chúng ta, rất là tội nghiệp cho con em của chúng ta, là chúng ta vô hình trong chúng ta không biết được là con em của chúng ta đã đang tiếp xúc với cái điều gì. Và hỡi ôi là nó đã tiếp xúc với, trực tiếp với những cái dấu hiệu mà của Satan nó đã để lại. Nó đã ở trong các cái dấu rất là đơn giản, nhưng mà lại làm nên một cái hình, làm nên những cái biểu tượng
Nhưng mà biểu tượng này là chính là của Satan hết. Thì ở đây á, em có được đưa ra rất là rõ, được rất là rõ những cái điều này. Thì anh chị em chúng ta sẽ test xem là cái những cái ký tự như vậy chúng ta nghĩ là nó đơn giản, nhưng mà thực ra không có đâu. Nhìn kỹ vào những cái hình như thế này là những cái hình là mặt ma mặt quỷ hết, tất cả là mặt ma mặt quỷ, và chúng nó đã đưa cái hình ảnh này vào ở trong cái gọi là trong cái biểu tượng mà chúng ta cứ nghĩ rằng nó đơn giản là chúng ta tạo những cái hình ảnh vui nhộn thôi. Chúng ta không nghĩ rằng là nó mang một cái biểu tượng gì đó mà chúng ta đang tiếp xúc với ma quỷ. Cái gì cũng vậy à. Chúng ta tiếp xúc hoài chúng ta lại quen. Nó đây là thần chết nè, thần chết nè. Đó, nhưng mà những cái hình này, những cái này God là con ma. Đó nó liên kết nó làm như vậy đây, ác quỷ nè. Đó. Nó đều có hết như vậy, nhưng mà chúng ta thực ra là ai có thể nhận biết được cái điều này? Đâu có ai nhận biết đâu. Không ai nhận biết được. Hay là trong tất cả những cái hình này đi, nó là dấu hiệu của con ma hết, của quỷ hết. Nó đều là dấu hiệu của quỷ hết, mà chúng ta thường chúng ta không có để ý những cái dấu hiệu này. Đó. Ở trên này chúng ta đâu có nghĩ là một mắt này là mình nghĩ là của một cái đạo nào đó. Thực ra Maria cũng không nghĩ rằng là mình có thể là đi vào để hiểu được ở trong cái đời sống này là nó có những cái mặt hiệu của Satan mà nó phô bày ra cho chúng ta. Các anh chị có nhìn thấy được cái hình ảnh mà có hai cái con rắn mà nó quấn cái cây như thế này không? Nó giống ở trong bệnh viện mà gọi là gì? Y tế thế giới đó. Đó, nó là một cái con rắn, hai cái con rắn này. Còn có con rắn của ông Mô-xê mà ở trên cái vấn đề mà giải cứu mà người dân Israel á, nó có một con rắn treo lên, là một con rắn thôi, là con rắn đồng. Còn đằng này hai cái con rắn, nó là một cái điều khác, đó là một cái sự khác. Mà Satan nó rất là điêu ngoa ở chỗ là Chúa có cái gì là hắn lập y chang cái đó, nó đi giả mà. Chúa giả thì nó có Chúa thật thì nó làm ra Chúa giả, có mẹ Maria thật nó làm mẹ Maria giả, và có những cái thật thì hắn làm ra những cái giả. Và Chúa có 72 môn đồ, 72 môn đồ, nó cũng có 72 môn 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 đồ của nó. Chúa có là có thiên thần của Thiên Chúa thì nó có thiên thần của ma quỷ. Thực ra nó có đầy đủ hết. Loài người của chúng ta không thể nào đâu, các không không biết là anh chị được Chúa soi sáng thì có lẽ anh chị sẽ biết được điều này khi em nói. Khi mà anh chị sẽ nhìn ra được thì các anh chị sẽ hỏi ơi rằng là Chúa ơi sao Chúa đặt con ở trên thế gian nó khủng khiếp như thế này, thì mới có điều đó anh chị sẽ thốt lên như vậy. Chúng ta đang sống tràn ngập với ma quỷ, nó rất là đông, nó rất là gớm ghiếc, và chúng ta cứ nghĩ rằng con không thoát được với chúng nó luôn. Mình nghĩ là mình không thoát được. Thực sự ra mà một khi các anh chị mà đó đã được tỏ lộ, đã được Chúa cho nhìn thấy một cái điều gì đó, anh chị sẽ hiểu được là chúng ta đang sống với thế giới của ma quỷ luôn. Con người của chúng ta kết nối với chúng nó đi trong đời sống thực tế luôn. Hình tượng những cái là con cú, con diều hâu, con đại bàng, con này con nọ, nó cũng là như vậy luôn. Đó, thành ra là thành ra là chúng nó luôn nói về cái vấn đề gọi là thông minh. Là đây, anh chị nhìn thấy không? Nhìn thấy cái này không? Ừ. Trong đây nó có ẩn chứa những cái từ ngữ như vậy nè, đó. Như vậy mà ở chỗ này nè, ở chỗ chỗ này là đó, anh chị thấy không? Nó cũng có vương miện nha. Vương miện, nhưng vương miện này là vương miện của ma quỷ anh chị ạ. Bởi vậy chúng ta cần tỉnh thức anh chị ơi, kiểu này là chúng ta chết mất. Chúng ta sẽ không bao giờ ai còn sống sót được, sống sót được nếu mà đến ngày Chúa đến không biết còn ai không. Thì ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy được, em nói sơ qua một cái tại vì câu nó cũng vậy rồi. Bây giờ nè, những cái hình ảnh mà chúng ta đang tiếp xúc ở đây là toàn những cái hình ảnh là ma quỷ hết. Em nói nhanh qua chỗ này để xuống lai trần câu nó kiểu nó phá mình không có làm được. Anh chị có thấy hai cái hình mà em đưa lên không? Tất kia là mẹ Maria của chúng ta đó. Thì cái màu sắc hình ảnh như vậy là của mẹ. Nhưng mà thật sự ra là những cái mái tóc đó, chúng ta hãy để ý cái mái tóc thôi. Ở trên cái hình trên này nè,
là anh chị thấy là không có cái mái tóc, nhưng mà cái hình ở dưới, mà cái hình mà em đang để đây nè, là cái hình này lại có một cái mái tóc. Thế thì mẹ Maria của chúng ta không hề để lộ mái tóc. Tất cả là ma quỷ nó bày trò ra, nó làm đủ các điều hết. Và hình ảnh Thiên Chúa thì bắt đầu là áo cái thì rớt trên vai, cái thì tùm lum hết. Thực ra thì cái hình ảnh mà cha mẹ thánh mà mặc đồ á, nó cũng nghiêm túc lắm, nó cũng rất là nghiêm túc. Và kể cả riêng đối với mẹ là cái mái tóc không hề để lộ là một điều là chuẩn xác, để chúng ta hiểu được là hình ảnh Đức Mẹ như thế nào là đúng. Và có những cái hình ảnh đó, nó lồng ghép vô là những cái chi tiết của Satan, như lúc nãy em cũng vừa vừa nói đó. Thì đó là cái mà chúng ta lưu ý. Em nói thêm chút nữa là về cái Facebook. Cái Facebook hiện nay á, thì cái Facebook này ở trong cái logo của một cái hội gọi là Tam Điểm đó, ở trong này nó có thành lập một cái hội của là Tô Tan Ca In. Mà Tô Tan Ca In là ai? Tô Tan Ca In là nó chính là con cháu của Ca In. Thì anh chị cứ coi lại lịch sử, chúng ta sẽ thấy được là khi mà Ca In lấy vợ là sinh hạ ra Enoch, thì Enoch sinh ra Ira, Ira sinh ra Mahuyael, Mahuyael sinh ra Matusael, Matusael sinh Lamech. Lamech đã lấy hai vợ. Lamech cũng là cái đứa phạm tội, cha nó phạm tội giết người sát sanh, thì chính nó lại là cái người phạm tội cho cái vấn đề gọi là lấy hai vợ, và chính nó cũng giết người luôn, chính nó cũng nói luôn. Và chính Lamech có hai vợ, và cái người vợ đầu, vợ cả là Ada, thì sinh ra là một cái người là Jabal, là gọi là cha của những người ở lèo và nuôi súc vật. Và tên của người em là Jubal, cha của mọi kẻ chơi đàn địch. Và người vợ thứ là bà Sila, bà ấy có một người con trai tên là Tuban Ca-in và một người con gái nữa. Thì hồi xưa cái người con gái ít khi nào để ý lắm, thì mình quan trọng mình nói cái người con trai. Thì chính cái tên của cái thằng cháu Tuban Ca-in này, nó là cái tên cho cái hội Tam Điểm này, cái tên cho hội Tam Điểm này. Chỉ vì Lamech này vừa phạm hai tội, vừa giết người mà cũng vừa là lấy thêm hai vợ, thay vì Chúa ban đầu đã tạo ra một vợ một chồng. Thì Lamech nói với vợ rằng là vì bị thương ta giết một người, ta trầy da một nam nhi toi mạng, nó trầy da thôi là nó quất người ta chết luôn đó. Và chính vì vậy là chúng ta nhìn về cái dòng lịch sử, dòng lịch sử là dạy vào. Và hiện nay những cái chương trình mà chúng ta gọi là Gmail, Google Chrome hay là Facebook, chúng ta đều có đó, đều có những cái dấu hiệu là chúng ta đang sống cùng với lại Satan hết. Và sau này là nó sẽ bắt đầu là nó thống trị toàn cầu về mặt thông tin, vì mọi thứ mà chúng ta hiện tại chúng ta dùng như vậy, mà nếu mà được tự do thì càng khi nào là càng tốt khi đó thôi. Lỡ một ngày mà chúng nó đã mà khống chế và đủ các loại kiểu thì thôi, thì mình không có dùng nữa. Nhưng mà điều điều đáng nói ở đây mà các anh chị có thấy không? Những cái kẻ mà đứng đầu thiên hạ là những kẻ tham gia vào cái hội Tam Điểm này, và chỉ vì lợi, cái hội Tam Điểm này nó mang lại cho người ta quyền lực. Cái hội này nó cũng là cái hội của Satan luôn. Nó học Satan nó chia nhiều 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 nhóm thôi, chứ cũng chính là một cái thằng là vua bóng đêm, nó ngự trị thôi. Và chính vì vậy mà những cái con người gọi là đứng đầu các cái quốc gia đó, họ đã làm là đi vào cái quyền lực hơn là đi vào cái đời sống của linh hồn. Họ bỏ đi cái đời sống linh hồn và họ chịu dấn thân làm nô lệ cho ma quỷ. Giống như ngày xưa Adam vậy, và thay vì sống sung sướng không chịu, để cha trên trời ban cho cả một và vườn địa đàng với một sự hưởng thụ không á, gọi là không có sự chết luôn á. Thế rồi thì sao? Thế rồi thì bắt đầu là tìm đến một cái cuộc sống gọi là làm nô lệ cho tội lỗi, mà có tội là nô lệ vậy thôi. Và cuối cùng là không hưởng được cái gì cả,
mất hết tất cả, và con cháu đời này là cứ thế là nhận được lấy những cái nhục nhã đó cho đến ngày hôm nay đó. Cựu tổng thống Ý nè, cựu tổng thống Pháp nè, cựu tổng thống gì đây đó, rồi cựu tổng thống Iran đó, anh chị em thấy không? Rồi đây là cái bà vợ của Barack Obama, bây giờ cái thời của là của quỷ ma nó lên là chúng nó đã vào hết ra một nơi rồi, quýnh đi cha, quýnh cho chết cha nó luôn đi đó, ma với quỷ không đó. Bây giờ phải chi á, phải chi á, mà điều này nó chưa tỏ lộ anh chị em, phải chi mà chưa tỏ lộ chứ ai đây, một vị giáo hoàng mà thể hiện điều này là để làm gì? Ai có thể trong chúng ta mà dám làm điều này với cha mình khi chúng ta biết đây là dấu hiệu của ma quỷ, có ai dám không? Một anh chị nào nói dám làm, coi như anh chị đó không phải là con của Thiên Chúa. Mà đã là tội thì không bao giờ là, đã là cái tội rồi là không bao giờ là có Thiên Chúa đối đối với những cái người mà đã có tội ở trong mình rồi. Thì làm sao mình có đời sống gần gũi với Thiên Chúa? Anh chị em có nhìn thấy không? Cái chữ I love you mà bây giờ và cái giới trẻ mình hay làm hay để nè, để mà nói lời lời yêu thương là I love you là vậy nè. Đó. Là vô tình là để cho cái đời sống ma quỷ nó đi vào trong con người chúng ta. Hay là đây đây là một người chị em bạn bè đi, nhưng mà đưa chị ấy lên là một cái điều gọi là chúng ta điển hình để chúng ta thấy được là vô tình một khi mà chúng ta đã làm ra cái dấu hiệu mà đưa hai tay lên như vậy nè, là chúng ta đã đi theo dấu hiệu của ma quỷ rồi. Và những cái người này cứ chụp lên gọi là đưa lên gọi là cái gì gọi là victory, tức là không có victory gì cả, đó là dấu hiệu của ma quỷ. Bây giờ chúng ta hiểu được điều đó, chúng ta nên khuyên con cháu đừng có làm những cái dấu hiệu này, nó không hay cho chúng ta. Một khi chúng ta không biết thì chúng ta không có tội, nhưng Chúa sẽ bắt tội chúng ta khi giờ chúng ta biết mà chúng ta vẫn cứ phạm tội. Ở trong một cái tòa Vatican đấy, anh chị có thấy là cái hình ảnh này không? Nếu anh chị nào mà vào đi ra mà Vatican có điều kiện, các anh chị hãy nhìn coi là tại sao đây là hình là cái mặt của ai như thế này, nhưng mà lại lại là hình ảnh làm dấu của Satan. Chúa có làm cái dấu này đâu, thậm chí Satan nó còn bước trước cái dấu của Thiên Chúa nữa kìa đó. Cho nên cái hình ảnh này nè, không một ai lên tiếng kìa. Ở cái tòa Vatican đó, nói xong là người ta đá ra khỏi khỏi tòa thánh, là đá ra khỏi luôn, không cho ở nữa hay gì mà không dám dám nói. Cái người mình sợ là cha mình chứ, tại sao sợ những cái người như vậy làm gì? Thờ ma thờ quỷ mà nó thờ trong lòng nó cũng đã làm rồi. Hôm hôm rồi là em có coi một cái video clip ở trên mạng, là ở trong cái tòa thánh Vatican lúc mà quay, là khi mà ông Đức Giáo Hoàng ông đi xuống ông à, ngày đó là cái ngày lễ gì á, thì rõ ràng là trong cái bức vách đó, mà của cái tường mà đi lên cái cầu thang và đi xuống, là cái đó đúng rõ ràng là có những cái hình ảnh như là con này con nọ là có đó. Thành ra là các anh chị xem lại những cái nơi của mình coi có những cái điều đó hay không. Mình đi theo cha là tốt hơn hết, mình đừng để phạm một cái gì đó. Đây là cái logo của thằng Tubal-Cain nè. Đó là con của sự dữ, cái đời này qua đời nọ nó tiếp diễn nhau cái ác. Nó tiếp diễn cái ác mà nó đi liền luôn cho đến hôm nay, là quá thể là khủng khiếp. Quá thể khủng khiếp, nên các anh chị chúng ta qua cái video này thì em cũng muốn gửi đến các anh chị, chúng ta thấy được là những cái rủi ro, những nguy cơ hiện tại mà chúng ta đang đối diện, và chúng ta sẽ hiểu được cái cách mà để chúng ta biết để mà né tránh bớt là thứ nhất. Thứ hai, con cháu của mình nó có xuất hiện những cái dấu chỉ, mà nó làm những cái dấu chỉ, nó bấm nhiều cái dấu chỉ như thế này, thì mình cũng không nên để cho con cháu mình nó tiếp xúc nhiều quá, thì em thấy cũng là nó cũng không tốt đâu. Cái gì cũng vậy, mình tiếp xúc những cái không tốt thì mình sẽ là không tốt thôi đó. Như
mà những cái đứa bây giờ nó lại rất thích những cái điều này. Anh chị thử coi nè, rất là dặn không, mà có gia đình, một cái gia đình mà kể cả chúng nó ủng hộ cho cái vấn đề gọi là gì, để cho cắt mặt mũi ra giày nè. Còn cái thằng đó hôm bữa nè, nó cắt tai cắt mũi cắt mắt của nó ra, nó thành con quỷ, và nó nói rằng là gia đình nó ưa chuộng như vậy. Thằng này là Eric Jenner Hincapie Ramiro, 22 tuổi đi, như là một cái con, nó cắt cái tai, nó ăn mừng khi mà bỏ đeo khẩu trang thì hai cái lỗ tai nó cắt ra để đây, máu me đầm đìa, còn đây là mắt cái lỗ tai rồi nè. Đó, nó đang vui mừng vì không đeo khẩu trang cắt cái lỗ tai. Có cái thứ gì nó ra như vậy không? Mà cuộc đời này chính là con người giống như mình chứ phải đâu mà nó đẹp lắm chứ bộ. Đây nè, cái thằng này nó như thế này, và anh chị, cha mẹ nó sinh ra nó như vậy chứ phải đâu, phải chi mà nó xấu như con ma mà nó phải làm giống như cái gì không? Mà nó thích cái hình hài này lắm luôn á, nó thích. Nó đầu quân cho Satan, còn thằng này đi chặt cái ngón tay này. Chặt để gì? Để cho ra cái hình, cái hành gì quỳnh quái dị gì của nó. Lưỡi thì nó cắt, răng rồi mắt nó bỏ vô tùm lum hết trơn. Vậy mà nó nói vợ nó hài lòng. Thằng này là gì? Lorido, 32 tuổi, người Pháp. Từ cái hình này ra cái hình này, từ cái thằng này ra cái thằng này. Coi coi nó biến thể của cái cuộc đời của nó. Nó phải muốn ác quỷ không? Nó thành quỷ không? Sao mà nó có thể làm như thế này được cơ chứ? Đó, đây vợ của thằng này đây, vợ nó cũng mặt cũng mày cũng đóng như vậy nè. Đó, anh chị coi, mình có thấy thấy cái xã hội này nó lạ lùng không? Nó lạ lùng mà mình không nghĩ rằng là người đàn ông 44 tuổi cho biết gia đình và bạn bè ủng hộ anh ngay từ đầu khi anh thành quỷ. Ừ, mày thành quỷ đi, nó ủng hộ. Cuộc đời con người mà đã làm người mà nó ganh tị, nó ghét nhau, thử mày làm thánh coi. Thôi nó có không ganh tị không? Còn đây là Cain. Đây là thằng Cain. Nó để là Cain defect, không biết cái thằng này là thằng nào nhưng mà nó là Cain. Thằng này mà mang danh Cain thì nó cũng sửa mắt sửa mũi, nó cắt cái lỗ mũi nó như vậy, cắt cái lỗ mũi rồi đeo khoen, đeo đồ, đeo hết. Rồi đưa cái hình quái dị này vô. Đó, cắt nó quay lại cái hình, nó phẫu thuật, nó cắt cái lỗ mũi. Người thì làm đẹp, người thì đi làm xấu. Bởi cái đẹp ở trong con người này nó nằm ở cái dọn là thần kinh. Nó đẹp cái gì không biết. Còn cái ông nội này, đây là cái hình ảnh là của một cái người đóng phim mà nó mang ý cái hình hình của thằng cu này nè. Đó. Thế là mọi người đưa lên. Bọn này đầu quân cho quỷ hết. Nó đầu quân cho quỷ hết đó. Thì không phải nói chứ, mình thật sự mình thấy những cái người mà đi phản lại cha mình rất là tức. Không phải anh chị nói sao, em rất là tức. Và mình tức ở chỗ là tại sao các anh chị lại hại cái thân mình như vậy? Tại sao như vậy? Các anh chị coi, má tôi đẹp dễ sợ lắm mà riết rồi ra dày luôn đây. Còn chưa nói là những cái con người, em nói thôi rồi luôn. Đây là rồng nè. Đã, cái cô này gọi là mình cũng thấy là thương dễ sợ lắm á. À, gì à, gì là Angola Jolie đây đó, mà bây giờ cũng thiệt cái chứ, đầu quân cho quỷ cho ma chi đâu á. Mình không biết anh chị rầu không, quá thể là rầu rĩ đi. Đây bao nhiêu là ca nhạc con Britney Spears này, có hay toàn mấy cái con nổi tiếng đi đầu quân cho ma cho quỷ hết trơn hết trọi. Anh chị thấy nó làm cái biểu tượng gì không? Nó biểu tượng này của ma của quỷ đây này. Đây cái con Britney Spears này cũng vừa dữ lắm con. Đây con này thì một cái con mắt nữa nè. Đó, đầu quân cho ma quỷ thì đây là cái dấu hiệu của chúng nó hết. Thì nó làm cái gì cũng từ những cái mà cái dấu hiệu mà em đưa cho anh chị trong cái bản vẽ đó đó. Là cái bản thống kê mà em có được đó, là nó nói đó là những cái dấu hiệu mà của quỷ á. Còn đây là cái gì anh chị biết không? Cái thằng này nè. À cái thằng này với cái con này là nó làm bị hưởng quỷ. Còn hai cái đứa này nè, nó chuyển giới thành nữ thành nam. Cái con bé này nó chuyển giới thành nam, mà có con bé này nó chuyển giới thành nam. Rồi để em coi. Coi là mấy cái thằng này thì học cho cao rồi, cuối cùng đã đi đầu quân cho quỷ hết rồi. Đó, đó bây giờ các ông các bà của tôi á, nói đi học cho cao đi, thằng học rồi thằng kinh luôn, thằng kinh rồi thằng linh ta linh tinh. Bởi vậy á, thờ điên thờ khùng hết trơn hết trọi à. Bây giờ cái thời cuối rồi điên loạn hết rồi.
điên loạn ấy rồi. Để em làm video thứ hai em nói cái sự điên loạn trong cái thời buổi hiện nay, các nhóm các phe em lập lên rồi không không hiểu là làm cái gì luôn, mà tráo trở mà đến mức độ cứu lên thầu không cứu, lại nhảy hết vô cái hố sâu của hỏa ngục. Rồi thì giờ em cũng có chút việc thôi, em cũng video cũng dài rồi, em xin Chúa là cha của con và cũng là đấng toàn năng, đấng thấu suốt, con tự lòng dạ mẹ gìn giữ anh chị em con khỏi sa ngã, được ân phúc nhận ra cha như con, được vững vàng trong vinh quang của người trong hoang lạc. Kính chúc cha toàn năng duy nhất, độc nhất, vinh quang, uy lẫm, mãnh lực và quyền năng trước mọi thời, bây giờ và đời đời. Amen.